Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 4 của bộ truyện Cô vợ của sếp của tác giả Lưu Hia. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Qua giọng kể của Thu Huệ. Tối tan làm thì tôi có ghé qua tiệm trà sữa của Trung chơi. Thấy chủ quán kể là ở quán mới ra vị trà sữa mới nên tôi muốn qua uống thử xem thế nào. Đi từ cửa vào đã thấy rất nhiều shipper chờ lấy trà sữa. Khách ngồi trong quán cũng khá đông, đủ để thấy bạn tôi bán hàng tốt thế nào rồi đấy. Lúc này Trung đang đứng trao đổi công việc với bạn Thu Ngân. Thấy tôi đi vào, cậu ấy liền mỉm cười hỏi: "Đến rồi hả?" "Ừ, vừa xong việc ở công ty là qua luôn đây đấy." "Ngồi ghế chờ mình xíu nha, mình đang bận xíu." "Ok." Đợi tầm 15 phút thì Trung cũng xong việc. Cậu ấy đi ra ngồi xuống ghế đối diện tôi, nét mặt tươi tắn, đúng chuẩn ông chủ của quán trà sữa. "Xin lỗi vì để cậu chờ lâu rồi." "Không sao. Lát cho tôi một cốc trà sữa size L, nhiều topping, thêm một phần bánh kem dâu miễn phí là được." "Đơn giản thôi, cậu muốn uống bao nhiêu mà chờ được. Hồi chiều mình mới ghé bệnh viện thăm anh Nam, trông anh ấy hồi phục khá nhanh nên cũng yên tâm." "Ừ, chắc là ít hôm nữa sẽ được ra viện thôi. Mà cậu bảo là có vị trà sữa mới cơ mà. Đâu, cho mình thử đi." "Muốn vào pha chế cùng không? Có gì không biết tôi chỉ cho." "Thật hả?" Trung gật gật. "Vậy thì vào việc luôn thôi. Mà nói trước nhá, là tôi hậu đậu lắm đó nha." "Yên tâm đi, tôi đứng giám sát ngay bên cạnh mà." Và thế là sau một hồi lâu đứng trong quầy pha chế, tôi cũng được pha một cốc trà sữa cho mình, vừa góp phần nhỏ công sức trong đó đưa lên miệng uống. Thấy tôi uống một ngụm rồi hai ngụm mà vẫn chưa có ý kiến gì cả thì Trung liền hỏi: "Sao, cậu thấy vị này thế nào, có ổn không?" "Ừ, ngon đấy." "Ra bàn ngồi đi, để mình lấy bánh cho cậu." "Ừ, mình biết rồi." Tôi mang cốc trà sữa đi ra chiếc bàn còn trống trước mặt ngồi xuống. Đợi cho Trung đi đến, tôi có bảo cậu ấy: "Này, kiếm gì ăn tối đi, mình đang thèm gà rán với cơm trộn Hàn Quốc quá." "Không về ăn cơm mẹ nấu hả?" "Lâu lâu cũng phải đổi gió tí chứ. Với lại lúc qua đây mình có gọi cho mẹ, bảo mẹ là không ăn cơm ở nhà rồi, tính rủ cậu đi ăn cái gì đó." "Vậy cũng được, để mình đặt họ đến ship nhá." "Không cần đâu, mình đặt đây rồi." "Vậy thì nhớ đặt cho mình cơm trộn thịt bò nha." "Ok." 20 phút sau, cầm miếng đùi gà rán trên tay, chấm thêm một chút sốt cay kia nữa, rồi từ từ đưa vào miệng, cắn một miếng giòn rụm, nghe vừa đã cái lỗ tai, vừa kích thích vị giác, khiến cho bản thân thấy ngon miệng hơn. Tôi vừa nhai miếng gà trong miệng, vừa tấm tắc khen với Trung: "Ngon nha, gà rán ở cái quán này đúng là chưa bao giờ làm mình thất vọng." "Cơm trộn cũng ngon lắm đấy. Đâu, đưa mình thử miếng." Được Trung đút cho miếng cơm là tôi phải cắn ngay miếng gà để ăn cùng. Cảm giác hai món ngon cộng hưởng lại trong miệng của mình đúng là rất tuyệt. Ăn uống no nê xong thì tôi ở lại đến 9 giờ tối mới lấy xe về. Mấy nay có nhiều chuyện xảy ra quá nên tôi không muốn buôn bán gì cả. Tôi cũng đã gọi về cho người quen ở quê để hỏi xem bố tôi, ông ấy có về đó không, thì chỉ nhận được cái lắc đầu nói không. Thấy bảo là lúc chưa ly hôn thì ngày nào cũng có chủ nợ đến nhà, ly hôn xong mỗi người bỏ đi một nơi nên cũng chả ai biết tung tích gì của họ cả. Gọi điện thì vẫn không kết nối được. Tôi cũng không còn ý định tìm kiếm ông ấy nữa rồi, chỉ mong sao sau này đừng bao giờ tìm đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa là được. Sau một tuần dài tĩnh dưỡng và nghỉ ngơi thì Đình Nam cũng được ra viện. Mấy ngày này tôi đi đi lại lại giữa bệnh viện và công ty rất nhiều lần. Cảm tưởng anh ta mà ở bệnh viện thêm một tuần nữa, chắc là tôi dọn qua bệnh viện ở luôn quá. Qua mẹ tôi ốm sốt cả đêm nên sáng sớm tôi dậy nấu cháo mang lên phòng cho mẹ. Đặt bát cháo lên bàn, tôi khẽ ngồi xuống giường cạnh chỗ mẹ nằm, đưa tay đập nhẹ lên vai của bà: "Mẹ ơi, con nấu cháo xong rồi, mẹ dậy ăn đi rồi con uống thuốc." Nghe tiếng tôi gọi, mẹ tôi từ từ xoay người lại mà ngồi dậy. "Mấy giờ rồi con?" "Giờ là 7 giờ kém mẹ." "Ờ, thằng Khôi đi học chưa? Sáng nay con chuẩn bị đồ ăn sáng cho em chưa?" Đúng là người làm mẹ,
Bản thân tuy đang ốm nhưng vẫn rất mực quan tâm đến giấc ngủ, bữa ăn của con cái. Tôi cầm bát cháo trên tay, múc một thìa đưa lên thổi qua cho bớt nóng rồi đưa đến trước miệng của mẹ. Mẹ yên tâm đi, con làm đồ ăn sáng cho em ấy rồi, đảm bảo ăn no đủ dinh dưỡng rồi mới đi học nhé. Mẹ mau ăn cháo đi. Ừ, đưa đây để mẹ tự ăn. Tôi đưa bát cháo cho mẹ. Mẹ tôi ăn xong một miếng cháo thì quay qua giục tôi. Con chuẩn bị đi làm đi, còn lại mẹ tự lo được. Vẫn còn sớm mà mẹ, cứ để con ngồi đi chơi với mẹ thêm một lúc nữa. Cha bố cô, sao này tự dưng quấn mẹ thế? Sao thế ạ? Đứa con gái chăm mẹ không thích sao? Thích chứ, tất nhiên là thích rồi. Mẹ mau ăn đi, để lâu nguội mất lại mất ngon đấy mẹ. Mà cháo con nấu có ngon đúng không mẹ? Ừ, ngon. Biết là nếu tôi không ở đây, chắc mẹ sẽ làm biếng mà chỉ ăn một hai miếng thôi. Nhưng vì có tôi nên bát cháo cũng được mẹ cố gắng ăn gần hết. Sau đấy thì được tôi lấy thuốc cho uống. Uống thuốc xong thì mẹ nhìn tôi âu yếm, cùng nụ cười hiền hòa cất lời. Cảm ơn và xin lỗi con nhiều nhé. Bởi vì mẹ kém cỏi, lại cũng hay ốm đau, nên con luôn phải vất vả bươn chải, tự lực mọi thứ. Mẹ lại thế nữa rồi, mẹ có làm gì sai đâu mà phải nói xin lỗi con chứ. Ngược lại, mẹ phải cảm thấy vui vì có đứa con xuất sắc như con. Đúng nhỉ, con gái của mẹ là tuyệt nhất. Mỗi lần nhìn mẹ ốm, mái tóc đen dài óng ả ngày nào đã dần xuất hiện những sợi tóc bạc mà tôi cảm thấy thương mẹ nhiều hơn. Chỉ mong sao bà luôn sống vui vẻ và khỏe mạnh bên con cái. Lo xong bữa sáng cho mẹ, tôi mới lên phòng thay đồ đi làm. Nay xem dự báo thời tiết thấy báo có mưa. Lúc đi ra khỏi nhà, tôi thấy bầu trời âm u. Trên đầu thiết nghĩ, cố đi nhanh đến chỗ làm để tránh những cơn mưa sắp đổ xuống. Ai ngờ đi đến nửa đường, tự nhiên thấy có mấy giọt nước bay trúng mặt, rồi tiếp đó là những hạt mưa liên tiếp rơi xuống người, khiến tôi phải vội vã dừng xe, lấy áo mưa ra mặc. Đến được công ty thì mưa như thêm phần dữ dội, sấm chớp liên tục khiến bầu trời thoáng chốc lại sáng lòe ra như trêu ngươi con người ta vậy. Nhớ lúc ở quê, mấy đứa trẻ trong làng cứ nghe tiếng sấm là chạy lên giường chùm kín chăn, bịt chặt hai tai vì sợ. Kể cả tôi lúc nhỏ cũng thế thôi. Đợt đó còn nghe thấy có vụ người đi chăn trâu ngoài đồng gặp phải trời mưa rồi bị sét đánh mà chết, nên càng sợ những tiếng sấm và những tia sét hơn. Giờ lớn rồi, trưởng thành rồi, đến nỗi sợ lúc trẻ thơ cũng dần được khắc phục. Thay vào đó là nỗi lo cơm áo gạo tiền. Có những hoàn cảnh khiến con người ta cứ hết nỗi lo này đến nỗi lo khác. Có những hoàn cảnh thì lại hoàn toàn ngược lại. Họ ung dung tự tại mà không cần lo nghĩ đến nhiều thứ. Sẽ có những suy nghĩ cho rằng đó là sự bất công. Nhưng thực ra chính bạn đang bất công với mình đó. Bởi nếu mãi chỉ quanh quẩn tìm cớ đổ lỗi cho sự bất hạnh của mình thì cả cuộc đời bạn sẽ luôn sống trong sự mệt mỏi mà thôi. Thay vào đó, hãy học cách đón nhận vấn đề với một tâm thế lạc quan, giúp cuộc đời của chúng ta tươi mới hơn rất nhiều. Ngồi vào chỗ làm việc quen thuộc của mình, chợt nhận ra chậu cây kim tiền nhỏ trước mặt có chút khô héo, tôi liền đứng dậy đi lấy nước tưới cho nó. Sẵn còn nước trong cốc nên tôi đem vào tưới cho cái cây ở bàn làm việc của Đình Nam luôn. Dù sao thì cây đó với cây của tôi cũng là anh em thuộc họ Kim Tiền mà. Do giờ này anh ta vẫn chưa có đến công ty nên lúc tưới cây xong tôi có lơ đãng mà ngắm cảnh trời mưa trước mặt qua ô cửa kính. Tưởng tượng thì sẽ thấy mọi thứ đang rất đẹp, rất thơ mộng vì là đứng ngắm mưa mà. Ấy thế mà đột nhiên khoảng trời u ám trước mặt lóe sáng cùng một tiếng đoàng rất to luôn, cảm tưởng là rung chuyển trời đất, khiến tôi hoảng hốt ngồi xuống đưa tay bịt kín hai tay lại. Hậu quả là chiếc cốc đang cầm trên tay cũng theo đó bị bỏ rơi tự do khi choang xuống đất. Tôi nhắm mắt lại cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa, mới chỉ kịp mở hé mắt ra đã nghe thấy giọng của Đình Nam đứng ở ngay sau lưng mình. Cô làm gì ở đây thế? Nghe thấy giọng của anh ta, tôi đứng vội dậy rồi quay người ra đứng nghiêm chỉnh trước mặt của Đình Nam mà nói. Không có gì đâu, tôi chỉ là mang nước vào tưới cây thôi mà, hơi sơ ý một xíu làm vỡ cốc. Tôi dọn ngay bây giờ đây, anh cứ ngồi vào làm việc đi. Tôi cúi xuống nhanh chóng đưa tay của mình ra để nhặt mảnh vỡ mang bỏ đi thì bất ngờ bị Đình Nam bước đến giữ chặt lấy cổ tay của tôi. Bị ngốc hả? Sao lại dùng tay nhặt mảnh vỡ, đứt tay thì sao? Hả? Tôi hơi bất ngờ, mặt tôi khi ấy kiểu như bị sốc ấy. À, tôi biết rồi, để tôi đi lấy đồ dọn chúng. Cự ly của hai đứa tôi lúc đấy rất gần, điều đó khiến tôi dễ dàng cảm nhận được chút mùi hương quen thuộc từ người của anh ta. Hai bên má bắt đầu nóng lên, ngượng ngùng mà cất lời.
Anh bỏ tay tôi ra được chưa? Tay của Đình Nam dần buông khỏi tay tôi, không nói thêm lời nào mà cứ thế bước về chỗ ngồi làm việc của mình. Sau khi tôi xử lý xong chỗ cốc vỡ, chuẩn bị mang chúng ra ngoài, thì Đình Nam hỏi: cô vẫn còn liên lạc với bố của mình chứ? Không. Vì sao anh lại hỏi tôi thế? Lần trước uống say, tôi có nghe cô nhắc đến bố, tự dưng nhớ nên hỏi thôi. Tôi đã nói gì vậy? Anh kể tôi nghe đi. Cũng không có gì đặc biệt cả. Toàn thế cô bảo là tại sao bố lại lừa cô. Không lẽ ông ấy lừa dối gì mẹ con cô hả? Không, không có. Tôi say nên nói làm nhảm linh tinh ấy mà, anh đừng để ý. Dứt lời tôi xoay người rời đi, mà không hề hay biết Đình Nam vừa định mở miệng nói gì với tôi, nhưng rồi lại thôi. Anh giả vờ tỏ ra không biết, nhưng không phải là không quan tâm, mà là anh muốn đến một lúc nào đó cô gái ấy sẽ hiểu. Dù cuộc đời có bao nhiêu sóng gió với cô, thì vẫn sẽ có một người luôn âm thầm ở bên. Làm việc cả buổi sáng đến giờ nghỉ trưa là tôi gọi điện về cho mẹ ngay. Thấy bảo mẹ đỡ sốt với lại khỏe lại nhiều, nên tôi cũng yên tâm đứng lên đi ăn trưa. Buổi tối tan làm, trên đường về tôi có ghé siêu thị mua chút đồ. Tình cờ thế nào, đang đứng ở cửa hàng rau củ lại gặp chị Thúy cũng ở đó. Và lúc nào cũng thế, chị ấy luôn là người nhận ra tôi trước. Thì đấy hả em? Dạ ơi chị Thúy, chị cũng mua đồ ở đây ạ. Ừ, từ trước tới giờ chị toàn mua ở đây thôi mà. Thế ạ, em cũng hay mua ở đây này. Bé Mina có đi cùng chị không ạ? Sao em không thấy? Bé ở nhà với bà ngoại em ạ. Bố mẹ chị ở dưới quê mới lên chơi. Ra là thế. Theo tôi được biết thì bố mẹ chồng chị Thúy đã chuyển qua sống ở Mỹ với cậu con trai cả. Nhà ở đây để lại cho hai mẹ con chị Thúy sinh sống. Chị ấy thì làm về kinh doanh bất động sản. Tiếc là chồng mất sớm, nếu không thì cuộc sống hiện tại của chị ấy đã trở thành niềm ao ước của biết bao cô gái rồi. Tôi nhìn chị Thúy nghĩ ngợi vu vơ là thế. Bỗng chị đập vào vai của tôi một cái. Em nghĩ ngẩn ngơ cái gì thế? Chị hỏi mấy lần mà không thấy em nói gì. Dạ, chị hỏi em gì cơ ạ? Chị định hỏi em xem thứ bảy này sinh nhật Đình Nam, chị nên mua cái gì tặng anh ấy nhỉ? Kiểu như anh ấy cái gì cũng có rồi, nên thành ra chị chả biết mua gì nữa. Tôi cười, gãi gãi đầu, như kiểu là em cũng không biết nữa. Kể ra chị Thúy không nhắc thì tôi cũng không nhớ là thứ bảy này sinh nhật của anh ta. Em cũng không biết chị ạ. Ờ, chị quên mất. Em mới làm thư ký cho Đình Nam thôi, trong khi chị lại chơi với anh ấy mấy năm nay rồi. Đúng là chị toàn hỏi câu dư thừa. Dạ vâng. Tôi nói chuyện với chị Thúy đôi ba câu nữa thì hai chị em chào tạm biệt, do là chị ấy mua xong đồ rồi, còn tôi thì muốn đi mua thêm thịt bò nữa. Tự dưng trong đầu tôi lại thấy chút băn khoăn khó nghĩ. Có nên mua quà gì tặng sinh nhật anh ta không nhỉ? Mà nếu mua quà thì nên mua gì đây? Hay là cứ mua đại một món gì đó gọi cho có. Chứ mấy nữa tìm ra được kẻ chủ mưu đứng sau hại tôi thì chắc là hai đứa tôi lại trở về là hai người dưng mà thôi. Đang nghĩ đủ thứ trong đầu thì cái bụng của tôi bắt đầu đánh trống biểu tình vì đói. Thế là tạm gác mọi suy tư qua một bên, tôi nhanh tay lựa miếng thịt bò ngon nhất, còn đi thanh toán để về nấu cơm tối. Chớp mắt một cái đã đến thứ bảy, vẫn là cảm xúc vui thích mỗi lần tới thứ bảy. Bởi lẽ nay chỉ cần làm việc buổi sáng thôi, còn chiều sẽ được đi về nhà để ngủ. Bản thân cũng nhớ nay là sinh nhật của Đình Nam, nhưng mà kệ đi. Tôi nghĩ chán chê, chả biết mua cái gì tặng anh ta cả, nên thôi cứ giả vờ như là không biết là được. Ấy vậy mà sáng ra đã có rất nhiều quà và hoa từ bạn bè, đối tác làm ăn gửi đến công ty. Cảm tưởng như cái văn phòng làm việc của anh ta sắp biến thành cái nơi trưng bày quà sinh nhật rồi. Tôi mang tài liệu Đình Nam yêu cầu vào phòng làm việc, đặt chúng lên bàn rồi nói: tài liệu anh cần đây. Ừ, để đó đi, tôi xin phép ra ngoài. Chờ chút. Đình Nam ngẩng đầu lên, không còn hướng mắt nhìn xuống đống giấy tờ trên bàn nữa, mà thay vào đó nhìn thẳng vào mắt của tôi mà hỏi: cô biết hôm nay là ngày gì không? Biết ạ. Nói đi, nay là ngày gì? Nay là ngày thứ bảy, tức là ngày 18 tháng... Tôi không hỏi cái đó. Nhìn chỗ quà và hoa này mà không biết ngày gì sao? Có, nay là sinh nhật của anh. Vậy thì vì sao không chúc mừng tôi? Còn nữa, quà của tôi đâu? Nghe xong câu này, tôi phải mở to mắt ra nhìn anh ta. Tự hỏi, đây có phải là cái người tên Đỉnh Nam mà tôi từng biết hay không? Từ bao giờ anh ta lại thẳng thắn thật thà tới mức tự đi đòi quà như vậy chứ? Hai bên nhìn nhau, đấu mắt một hồi thì tôi thấy mỏi mắt quá nên có nói: chúc anh sinh nhật vui vẻ, được chưa? Chưa. Lại gì nữa?
Chúc nữa đi, chúc phải ít quá. Tôi gật đầu, vận dụng ít giây ngắn ngủi để nghĩ xem bản thân nên chúc gì đây. Chúc anh tuổi mới luôn vui vẻ thành công trong cuộc sống, chúc cho mọi ước nguyện của anh đều sớm thành sự thật. Ừ, ước nguyện của tôi là mong sớm được kết hôn cùng người con gái ấy, chào đón những đứa con xinh đẹp. Cô có thể giúp... Chưa nói xong thì đúng lúc này tôi như nín thở để xem anh ta nói gì tiếp theo, thì bất ngờ bị tiếng chuông điện thoại ở trên bàn phá tan đi tất cả. Thấy anh ta cầm điện thoại trong tay, có chút lưỡng lự nhìn qua tôi rồi mới ấn nghe, còn tôi thì lặng lẽ quay người đi ra ngoài. Ngồi xuống bàn làm việc, tôi bị mất tập trung bởi những kỷ niệm xưa cứ ùa về mà quẩn quanh trong đầu của tôi. Nhớ lại lúc đó tôi đã đợi đến đúng 00 giờ thì đốt nến ở bánh rồi mang vào phòng ngủ, gọi Đình Nam dậy thổi nến. Sau màn thổi nến có phần uể oải như kiểu hết hơi của nhân vật chính, đến ngay tiết mục tặng quà, tôi cầm hộp quà trên bàn trang điểm đưa cho Đình Nam rồi nói: "Tặng anh." Đình Nam cười khẩy một cái rồi mở hộp quà ra. Trong khi tôi có chút ngại ngùng thì anh ta lại vui vẻ giơ món quà bên trong lên cùng cái nhìn đầy ẩn ý về phía tôi. "Tặng tôi cái này là có ý gì?" "Dạ..." Chưa để tôi nói thêm, Đình Nam đã nhanh tay nhổm người lên, nắm chặt cổ tay mà kéo mạnh tôi, khiến tôi ngã vào lòng của anh ta. Rồi chuyện gì cũng đến. Khi đó chỉ lỡ tặng anh ta một combo 5 cái quần con mà tôi bị hành đến muốn tắt thở trên giường. Nghĩ lại thì mình cũng dại, mua cái áo sơ mi hay cái cà vạt là được rồi. Thế mà lại đi tặng mấy cái nhóm hội chị em hay tám chuyện để hỏi nên mua quà sinh nhật tặng cho người yêu vì tài chính eo hẹp. Thế là được các chị em tư vấn nhiệt tình, chị cứ bảo là mua quần con cho thiết thực. Thế là tôi mạnh dạn quất luôn combo 5 cái tặng anh ta. Đấy, mới có nghĩ lại bằng ký ức đó thôi mà hai má của tôi đã đỏ ửng lên rồi. Cũng may là hồi nãy Đình Nam không có nhắc lại chuyện ấy, chứ mà nếu nhắc lại tôi chỉ còn nước đi kiếm cái lỗ mà chui xuống thôi. Buổi tối cùng ngày, tại dinh thự của nhà ông Tân, vì là sinh nhật của con trai nên một bữa tiệc ngay gần bể bơi được mở ra. Đồ ăn thì được đầu bếp chuẩn khách sạn 5 sao đến nấu. Bữa tiệc sẽ có sự góp mặt của những người thân trong nhà, một vài người quen của Đình Nam, và đặc biệt là có sự xuất hiện của hai bố con Hoài Thương đến tham dự cùng. Nay Hoài Thương mặc một chiếc váy hai dây màu hồng, con nơ ở sau, nhìn rất là tiểu thư đài các. Vừa đến là đã bám dính lấy Đình Nam không rời, khiến cho ông Tân rất vừa lòng. Còn Đình Nam thì tỏ ra rất bình thản, anh xem mọi thứ diễn ra trước mặt như một trò vui để giải trí, chứ tâm hồn của anh thực sự sớm bay bổng đến một nơi khác mất rồi. Lúc Đình Nam đang đứng bên chiếc bánh sinh nhật chuẩn bị thổi nến thì mặc nhiên Hoài Thương cũng đứng sát bên cạnh anh mà khoác tay anh. Cô vui vẻ tươi cười thân thiện với mọi người như muốn cho họ biết anh là của cô. Nói về Hoài Thương, vốn dĩ trong lần xem mắt của hai người cô đã nhìn trúng Đình Nam. Kiểu đàn ông bên ngoài lạnh lùng tài giỏi như thế này đúng chuẩn gu của cô. Chưa kể việc bố cô có khẳng định chắc nịch tương lai sau này Đình Nam sẽ lên cái ghế chủ tịch đứng đầu tập đoàn Tân Hoàng chứ không phải là Đình Dương, nên cô càng quyết tâm có được anh. Thấy Đình Nam thổi nến xong thì Hoài Thương cầm ra hộp quà mình chuẩn bị từ trước đưa tặng cho anh. "Tặng anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ, tuổi mới nhiều thành công mới." Dứt lời, Hoài Thương khẽ mỉm cười kiểu như là ngượng ngùng e thẹn như gái 18, mà cưỡng chân lên thơm cái chụt vào má của Đình Nam. Chưa dừng lại ở đó, cô còn thì thầm nói nhỏ vào tai anh: "Chúc anh tuổi mới sớm có được em." Trước sự táo bạo của Hoài Thương đối với mình, anh cũng chỉ mỉm cười một cách lịch thiệp, rồi âm thầm đợi cho không ai để ý đến mình thì liền đưa tay quệt đi vết hôn mà Hoài Thương để lại trên má, cùng cái nhếch mép tỏ vẻ chán ghét. Bởi với Đình Nam trong chuyện tình cảm nam nữ, nếu người ấy không phải là cô gái anh thích thì hành động như vậy được cho là kinh tởm. Cũng vào lúc này, bố của Đình Nam, ông Tân bất ngờ đứng lên cùng với ly rượu trên tay và lời tuyên bố: "Sẵn tiện một ngày có đông đủ mọi người, tôi muốn tuyên bố, sau thời gian để hai cháu Đình Nam và Hoài Thương tìm hiểu nhau, thấy tâm đầu ý hợp, nên gia đình hai bên quyết định sẽ sớm tổ chức đám cưới cho hai cháu. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau. Giờ thì cùng nâng ly chúc mừng cho hạnh phúc của đôi trẻ nào." Nghe bố mình thông báo tin này xong, Đình Nam cũng làm theo mà đưa ly rượu của mình ra phía trước để cụng ly với mọi người. Ông Tân cũng đã nói với anh về việc này trước đó.
Anh tuy không lên tiếng phản đối ngay, nhưng chắc chắn anh sẽ không để điều đó trở thành sự thật. Bữa tiệc cứ như vậy mà trôi qua đầy vui vẻ, theo đúng cái tên của nó, bữa tiệc chúc mừng sinh nhật Hoàng Đình Nam. Gần 10 giờ tối, bữa tiệc kết thúc, cũng là lúc khách khứa được mời bắt đầu lên xe ra về. Hoài Thương rõ ràng có thể ngồi cùng xe với bố của cô ấy, nhưng lại nhất mực muốn Đình Nam trở về mới chịu. Đứng trước mặt phụ huynh của hai nhà, Đình Nam cũng phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý với yêu cầu của Hoài Thương. Vô tình toàn bộ cảnh này đều đã lọt vào mắt của hai mẹ con Đình Dương. Họ nhìn nhau khẽ gật đầu nhưng ngầm ra ám hiểu, đã tới lúc hành động rồi đấy. Một lúc lâu sau, đứng bên khung cửa sổ là hình ảnh Đình Dương mắt nhìn không rời về phía cánh cổng nhà mình. Thấy chiếc ô tô quen thuộc của cậu em trai đã trở về thì anh ta khẽ mỉm cười, điếu xì gà trong tay được anh đưa lên miệng, hút một hơi rồi phả ra nghi ngút khói. Trong màn khói mờ ảo ấy vẫn vô tình lóe lên ánh mắt đầy ma mị của một kẻ săn mồi. Thư giãn với điếu thuốc xong thì Đình Dương bỏ chúng xuống gạt tàn gần đó, đưa tay xuống rút từ trong túi quần ra chiếc iPhone 13 Pro Max, nhắn tin cho Đình Nam một tin, sau đó thì nhanh chóng rời khỏi đó. Đứng trước cửa phòng của ông Tân, Đình Dương gõ cửa. Đợi một lúc thì có tiếng người nói vọng ra, vào đi, cửa không khóa. Đình Dương mở cửa đi vào, thấy ông Tân đang ngồi phòng đọc sách thì liền tiến lại gần. Bố chưa ngủ à? Ta chưa, con có chuyện gì không? Thực ra thì con có chuyện thắc mắc từ lâu, nay sẵn tiện bố thông báo việc hôn lễ của Đình Nam nên con muốn hỏi. Ông Tân nghe vậy thì đặt cuốn sách xuống, chỉnh lại dáng ngồi tựa lưng vào ghế nhìn Đình Dương. Con nói đi, ta đang nghe đây. Đình Dương thấy bố mở lời như vậy liền bày ra bộ mặt kiểu như khó xử, do dự mãi mới lên tiếng. Lần trước con có vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bố với ai đó qua điện thoại, thì bố bảo là phải dàn xếp vụ đó thành một vụ đánh ghen lớn, tung hết các video lên mạng, mượn sức của cộng đồng mạng khiến cô ta mất đường mưu sinh kiếm sống, ép người ta phải rời khỏi đây. Con còn nghe thấy bố nhắc đến cả cái tên của Đình Nam nhà mình nữa. Chuyện này rốt cuộc là sao ạ? Có liên quan gì đến em ấy không? Ông Tân tỏ ra hết sức bình tĩnh khi nghe những gì Đình Dương nói, không chút biến sắc mà đáp lời. Chắc là con nghe lầm rồi. Ta là người làm ăn lớn, tuyệt đối sẽ không dư thừa hơi sức mà đi làm mấy cái trò dư thừa đó đâu. Bố chắc không ạ? Con nhớ là con nghe rõ những điều đó được nói ra từ miệng của bố mà. Ừ, chuyện lâu như vậy rồi, giờ con mới hỏi. Để xác định đúng sai với ta là có ý gì? Con sợ lỡ sau này có ảnh hưởng đến hôn nhân của Đình Nam nên muốn biết thôi ạ. Ông Tân bật cười, tỏ vẻ khoái chí mà vỗ tay tỏ ý tuyên dương tình anh em mến thương của Đình Dương dành cho em trai của mình. Con đang quan tâm đến hạnh phúc của em trai mình sao? Vâng, có gì là sai hả bố? Không, quan tâm nhau như vậy là tốt, ta rất mừng. Con cứ yên tâm là cuộc sống hôn nhân của em trai con ấy sẽ hạnh phúc viên mãn. Đừng lo gì cả, mãi về phòng nghỉ ngơi đi, ta cũng chuẩn bị đi ngủ đây. Vâng ạ, con xin phép. Đình Dương quay người thẳng bước tiến về phía cửa. Qua khe hở vừa nãy do anh ta chưa đóng chặt lại, có thấy thấp thoáng bóng người cao lớn vụ lướt qua mắt của mình. Thấy vậy, Đình Dương chỉ lặng lẽ nở ra một nụ cười đắc ý, cùng bước chân chậm rãi, từ tốn, thong dong đi ra ngoài. Đình Dương rời khỏi phòng ông Tân thì cũng đúng lúc ở đâu đó có một Đình Nam đang bàng hoàng, hoảng hốt, bất ngờ đến khó tin. Những thứ mà anh vừa nghe được là sao? Bố của anh, ông ấy là người đứng sau làm ra chuyện đánh ghen đó sao? Cả vụ khiến cho Thi Thi mất con cũng là do ông chủ mưu sao? Người bố mà anh nhất mực yêu thương, tin tưởng, tôn kính, tại sao có thể làm ra cái chuyện kinh tởm như thế? Bàn tay nắm chặt mà kìm nén cơn giận đến run người. Không biết có nên lao vào chất vấn trực tiếp bố mình hay không? Và cuối cùng cách anh chọn là đi về phòng của mình, dồn hết bực tức trong lòng và những cú đấm lên bao đấm bốc được treo ở trong phòng. Những cú đấm rất mạnh và dứt khoát mà không hề có bao tay hỗ trợ. Có lẽ là đau đấy, nhưng vì ngọn lửa tức giận trong anh đã lên cao trào rồi, nên thành ra bàn tay có bị đau cũng không hề bận tâm đến. Trong đầu chỉ biết đấm, đấm và đấm. Không biết đã trải qua bao lâu, hơi thở dồn dập cùng những âm thanh vang lên dần thưa thớt, cho đến cuối cùng là hình ảnh người đàn ông gục ngã trên sàn nhà, mồ hôi thì nhễ nhại, thấm ướt cả da chiếc áo sơ mi trắng anh mặc trên người. Mới nằm nghỉ chưa đầy 5 phút, Đình Nam đã ngồi dậy, dứt khoát đứng lên trong cái bộ dạng quần áo xộc xệch,
tóc thì rối bù, cầm theo điện thoại mà đi ra khỏi phòng. Trên những con đường đã dần thưa thớt xe cộ đi lại thì bất ngờ lại xuất hiện một chiếc xe ô tô phóng với tốc độ rất nhanh, chóng mặt của Đình Nam. Đôi mắt của anh nhìn chằm chằm về con đường phía trước với độ tập trung cao, mang theo vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Không biết bị sao mà tối nay tôi khó ngủ quá. Hồi chiều đi làm về có ngủ được gần một tiếng thôi mà, có nhiều nhận gì đâu, mà sao giờ lại khó ngủ thế nhỉ? Nằm trằn trọc chán chê, tôi cầm điện thoại lên chơi. Đang lướt Facebook thấy số của Đình Nam gọi, tôi không chút nghĩ ngợi mà ấn nghe. Alo, tôi nghe này. Cô chưa ngủ hả? Chưa, anh có việc gì mà gọi tôi thế? Ra ngõ được không? Tôi muốn gặp cô. Gì cơ? Anh gặp làm gì? Có chuyện gì cứ nói qua điện thoại đi. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì quá đáng đâu. Rõ là giọng của Đình Nam đấy, nhưng mà tôi cứ có cảm giác lạ lạ kiểu gì ấy. Chắc phải là có chuyện gì anh ta mới tìm tôi lúc này, nên tôi gật đầu đồng ý với yêu cầu của Đình Nam. Được rồi, tôi ra bây giờ đây. Vì cả nhà đi ngủ hết nên tôi cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể xuống các bậc cầu thang và tiếp đó là mở cổng đi ra ngoài. Mà kể cũng hay lắm cơ, lúc tôi muốn đi ngủ thì không tài nào ngủ nổi. Cái lúc đi ra gõ gặp Đình Nam thì miệng cứ ngáp lên ngáp xuống, thật là khó hiểu ghê. Thì chiếc xe ô tô đỗ trước mặt, tôi bước đến mở cửa xe ngồi vào vị trí ghế cạnh ghế lái. Đóng cửa xe xong, tôi quay qua nhìn Đình Nam có chút bất ngờ với dáng vẻ không mấy được chỉn chu của anh ta. Trông giống như là vừa mới đi trời mưa thì phải. Anh bị sao vậy? Vẫn ổn chứ? Đình Nam nhìn tôi nét mặt khá trầm tư, không nói lời nào mà cứ thế đưa tay ra kéo tôi ôm vào lòng. Cằm của anh để lên vai của tôi như muốn làm đúng vậy đó. Sao thế? Anh không được khỏe đâu à? Nói gì đi chứ? Cô nói nhiều quá đấy, im lặng chút đi. Biết là anh ta ngang ngược đấy, nhưng mà tôi lại ngoan ngoãn mà giữ im lặng theo yêu cầu của Đình Nam. Bản thân cũng ngồi yên để cho anh ta ôm lấy mình. Cứ như vậy tôi bất giác đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng của anh ta. Bởi vì ngày trước Đình Nam rất thích tôi làm như vậy. Anh bảo với tôi làm như thế sẽ khiến anh cảm thấy mình được an toàn, cảm thấy mình được bảo vệ và có thể toàn tâm toàn ý ở bên người đó. Im lặng hồi lâu, bỗng Đình Nam lên tiếng hỏi tôi. Này. Ừ. Nếu cô được một người dù đi đến một nơi thật xa để tạo dựng cuộc sống của riêng hai đứa, bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ, thì cô chịu đi cùng với người ấy không? Tôi không rõ ý đồ sâu xa ẩn chứa trong câu hỏi này là gì, nhưng mà nếu thật sự là có người rủ tôi bỏ trốn thì kể cả là người tôi yêu, tôi vẫn sẽ trả lời là không được đâu, tôi không thể làm thế được. Tại sao? Bởi vì bên cạnh tôi còn có mẹ và em trai, nên dù có chuyện gì xảy ra thì họ vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu của tôi. Nghe tôi nói đến đây, Đình Nam liền buông tôi ra. Anh ta nhìn tôi mà khẽ gật đầu. Ừ, tôi quên mất, cô là người có thể làm mọi thứ vì gia đình của mình. Tôi gật đầu, hàng mi cụp xuống cùng sự di chuyển hướng nhìn qua chỗ khác, tránh ánh mắt của Đình Nam đang nhìn mình. Bất chợt tôi nhìn thấy những vết sưng đỏ có cả chỗ bị xước ở da, ở mu bàn tay của anh ta. Mà không chỉ ở một tay đâu, cả hai bên tay của Đình Nam đều bị thương. Tay anh bị sao thế? Thấy tôi mắt nhìn không rời tay mình, Đình Nam vội để tay qua chỗ khác. Không sao đâu, đừng để ý. Tôi đưa tay của mình ra, nắm lấy cổ tay của Đình Nam kéo về phía mình. Mặc cho anh ta có ý chống đối, tôi vẫn giữ chặt. Đã thấy tôi còn gắt lên nữa. Ngồi yên đi nào để tôi xem cho. Tôi như vậy rồi thì Đình Nam cũng không có phản kháng thêm, cam chịu để cho tôi xem xét kỹ vết thương ở tay. Nói đi, anh làm cái gì mà để tay sưng đỏ thế này? Để đi đánh nhau về đấy hả? Anh lớn rồi đó, có phải là trẻ con nữa đâu mà. Chưa kịp nói hết câu, Đình Nam đã tiến đến hôn lên môi của tôi. Tay của anh ta từ từ đưa ra sau gáy của tôi giữ chặt, người nghiêng về phía trước khiến tôi tựa hẳn lưng ra ghế. Ý thức được điều này, tôi đưa hai tay của mình lên đặt lên ngực của anh ta mà đẩy ra, nhưng không thành. Thay vào đó là để bản thân mình vô tình bị cuốn vào nụ hôn ấy. Đang chìm đắm mê man trong sự ngọt ngào mà Đình Nam mang lại thì anh ta nhẹ nhàng rời khỏi môi của tôi, cọ sát trán mình lên trán của tôi rồi nói: Xin lỗi. Xin lỗi vì đến bây giờ tôi mới biết là mình đã sai. Đôi mắt còn đang khép lại trong dư vị của nụ hôn trước đó, nghe câu này liền mở to mắt ra. Anh
Anh tìm ra kẻ chủ mưu hại tôi rồi sao? Không, tôi chưa tìm ra. Nói xong, Đình Nam di chuyển bàn tay ở sau gáy tôi lên trước, giữ lấy cằm của tôi, rồi nghiêng đầu mình qua mà thêm một lần nữa hôn lên môi của tôi. Nếu ở nụ hôn trước tôi còn có ý từ chối rồi lại vụng về đáp lại, thì lần này tôi mạnh dạn hơn, làm theo đúng mạch cảm xúc bên trong của mình mà đáp lại nụ hôn của anh. Cho tới khi Đình Nam bắt đầu hôn xuống dưới cổ của mình, tôi mới nhận ra mọi thứ đang đi quá xa. Tôi vội vàng đẩy anh ta ra. Lúc này tôi như kiểu là bị ngượng với ngại ngùng hay sao ấy. Hai tay tự đan vào nhau ấp úng nói: Muộn rồi đấy. Nếu mà anh không có việc gì thì anh về đi, tôi về đây. Nói xong tôi quay người về hướng cửa xe, vội vàng mở cửa xe mà bước xuống, cũng chả nói thêm hay ngó xem sắc mặt của anh ta thế nào mà cứ thế bước đi thôi. Tim tôi khi ấy nó đập nhanh lắm, chút dạo dực xuyến xao cùng chút băn khoăn khó diễn tả thành lời. Tự hỏi những gì chúng tôi vừa làm trong xe là cảm xúc thực sự bên trong mình hay chỉ như thói quen cũ mà cả hai dành cho nhau. Nhưng có một thứ cảm xúc tôi có thể chắc chắn, chính là sự vui mừng. Vui mừng vì đến cuối cùng Đình Nam cũng đã chịu xin lỗi tôi. Chỉ là không biết có đúng thật anh ta vẫn chưa tìm ra hung thủ, hay là tìm ra rồi mà có ý xấu tôi. Về phía Đình Nam, anh nhìn theo bóng của tôi đi xa dần mà khẽ lên tiếng: Tôi sẽ bù đắp cho em tất cả. Thi Thi à, chờ tôi nhé. Sáng hôm sau tôi dậy sớm đi làm như thường lệ, mặc dù là tối qua ngủ khá muộn. Ở công ty thấy quá giờ làm gần tiếng đồng hồ mà không thấy Đình Nam đến, trong khi có mấy giấy tờ cần chữ ký của anh ta gấp. Điện thoại thì gọi mãi không nghe, khiến tôi thấy hơi lo. Trong đầu chợt suy nghĩ, liệu có khi nào tối qua trên đường về anh ta gặp tai nạn không? Đúng lúc tôi cầm máy lên định gọi cho Trung để hỏi xem có biết gì không, thì anh ta lù lù đi đến, sắc mặt trông khá mệt mỏi. Này, anh vẫn ổn đấy chứ? Ừ, cho tôi cốc cà phê đi. Nói xong, Đình Nam mở cửa phòng làm việc của mình rồi bước vào trong. Vì cứ có cảm giác anh ta có gì giấu mình, nên lúc mang cà phê vào cho Đình Nam tôi có hỏi anh: Anh có gì giấu tôi phải không? Không có. Vậy vì sao tối qua anh lại xin lỗi tôi, trong khi chưa tìm ra được hung thủ chứ? Tại vì tôi thích thế. Dù sao thì điều cô muốn chẳng phải lời xin lỗi của tôi sao? Nghe anh ta nói thế, tôi cũng không nói gì thêm mà quay người rời đi, bởi vì tôi biết có cố hỏi cũng chả được gì. Buổi tối tan làm đi về nhà, tôi thấy Trung quay chơi. Vừa thấy tôi thì cậu ấy đã đi ra tiếp đón, cứ như tôi là khách còn cậu ấy là chủ nhà vậy đó. Về rồi hả? Mình dắt xe vào trong cho. Ừ, cậu qua lâu chưa? Dạo này toàn qua mà không bảo với mình thế. Mẹ tôi ở trong nhà nói vọng ra. Đâu có đâu, Trung nó gọi điện cho mẹ báo trước rồi mà. Tôi nhìn Trung nói: Mẹ tôi cưng cậu ra mặt luôn rồi kìa, phụ luôn với cả con gái của bà ấy. Mình có biết gì đâu. Thế cậu có ở lại ăn tối không? Tất nhiên là có chứ. Dắt xe vào chỗ để quen thuộc, tôi cùng Trung đi vào trong nhà. Em trai tôi lúc này cũng từ trên nhà xuống, trông tóc cu cậu khá ướt át, chắc là vừa tắm gội xong lại xuống đây. Chị đi làm về rồi đấy à? Ừ. Khô lớn tiếng nói vọng vào trong bếp: Chị Thi về rồi, ăn tối thôi mẹ ơi, con đói lắm rồi. Ờ, con vào lấy bát đũa đi. Vâng ạ. Cứ như vậy, bàn bốn người chúng tôi ngồi ăn diễn ra vô cùng vui vẻ và nhiều tiếng cười. Tối đó Trung ở lại nhà tôi đến 9 giờ mới về. Lúc tiễn cậu ấy ra cổng, Trung có hỏi: À này, cậu biết tin gì chưa? Tin gì là sao? Anh Nam ấy, anh sắp đính hôn rồi đó, cậu biết chưa? Tôi lắc đầu mà đáp: Chưa, mình có nghe ai nói đâu. Ừ, tôi qua Bắc Tân có thông báo tin này trong một tiệc sinh nhật của anh Nam. Nghe bảo hai người ấy tâm đầu ý hợp lắm. Tôi gượng cười: Ừ, nhìn họ đẹp đôi mà. Rồi cậu tính sao? Vẫn muốn tìm cho ra cái người hại cậu thì mới xin nghỉ việc hả? Lỡ một ngày nào đó Hoàng Thương biết cậu từng qua lại với anh Nam thì sao? Liệu cô ấy có để yên cho cậu không? Mình thì không có ý gì đâu, nhưng mà nếu buông bỏ được thì cậu buông bỏ sớm đi. Mình sợ càng đi sâu thì người tổn thương nhất là anh Nam đó. Vì sao cậu lại nghĩ anh ta tổn thương nhất? Vì mình cảm nhận thấy thế. Thôi cậu vào nhà nghỉ đi, mình về đây. Nhìn Trung rời đi, trong đầu tôi lại quẩn quanh suy nghĩ đến những lời cậu ấy vừa nói. Có đúng là càng đi sâu thì người tổn thương nhất là Đình Nam không? Còn cả việc đính hôn nữa, anh ta sắp lấy vợ rồi sao? Rõ là tin vui
nhưng vì sao tôi lại cảm thấy không vui nhỉ? Ngược lại còn thấy chút nhói ở trong tim. Cảm giác này thật sự rất khó chịu với tôi. 10 giờ đêm, Đình Nam trở về nhà, bước đi có phần chánh choáng. Anh nhớ tối qua mình cũng đã uống rất nhiều, đến sáng ra mới đi làm muộn. Nay anh lại uống tiếp vì có những cảm xúc anh chỉ biết tìm đến rượu để giải sầu mà thôi. Bước vào trong phòng, Đình Nam thả người xuống giường một cách tự do, hai mắt nhắm hờ, tay vắt lên trán đầy mệt mỏi. Cũng chính lúc này, ông Tân từ ngoài đi vào, bước đến gần chỗ của Đình Nam. Nhận thấy mùi rượu thoang thoảng quanh đây, khiến ông khẽ cau mày, tỏ ý không hài lòng. Dậy đi, nói chuyện với bố đi. Nghe thấy tiếng của ông Tân, Đình Nam lười nhác mở hai mắt ra, uể oải ngồi dậy. Nhìn ông bố trước mặt mình mà khẽ nhếch mép một cái. Bố nói đi ạ, con nghe đây. Vì sao tối nay con lại không đến hả? Có biết là gia đình của bé Hoài Thương và bố đã ngồi chờ con vất vả thế nào không? Bữa tối nay là mọi người tự lên kế hoạch mà, con đâu có nói là con sẽ đến đâu. Ý con là sao? Nên nhớ đây là hôn sự của con đó. Trong khi ông Tân đang bực mình thì Đình Nam lại bình thản ngáp một cái rồi đáp lời. Hôn sự của con, nhưng là do bố quyết định. Thế con trai có thái độ với mình như thế, ông Tân lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, hai tay đan vào nhau đặt trước mặt. Không lẽ con đã quên mục tiêu của bản thân mình rồi sao? Chẳng phải là con từng muốn được ngồi vào vị trí của ta hay sao? Ta đang cố gắng làm tất cả cho con rồi đấy. Cử con ra nước ngoài 3 năm phát triển chi nhánh của công ty là để con chứng minh năng lực của mình với các cổ đông, và con làm được, ta rất vừa lòng. Giờ thì kiếm thêm một chỗ dựa vững chắc để sau này còn có thêm người chống lưng cho con. Chứ con nghĩ xem, với tính cách của mẹ con Đình Dương, liệu họ có để yên cho con dễ dàng ngồi vào vị trí đó không? Vì sao bố lại chọn con mà không phải là Đình Dương? Vì trong hai đứa thì con là người giống ta nhất, một đế chế ta kỳ công xây dựng và phát triển 30 năm nay, nên người được chọn kế vị cũng phải đủ tâm và đủ tầm. Đình Nam bật cười. Đúng là trước kia anh từng có cách sống và lối tư duy rất giống với ông Tân, nhưng giờ đã khác. Có lẽ chính sự khác biệt ấy đã khiến cho anh phải bật cười chua chát ngay lúc này. Tại vì sao lại làm chuyện đó với cô ấy? Bố nói đi, vì sao lại thuê người làm ra vụ đánh ghen để hại cô ấy? Đình Dương kể với con rồi hả? Con thấy chưa? Chưa gì mà anh trai của con đã muốn chia cắt tình cha con rồi đây này. Bố à, bố nên thẳng thắn nói với con sẽ tốt hơn đấy. Cứ vòng vo như thế khiến mọi thứ dần đi quá xa. Đối diện với câu nói này của Đình Nam, ông Tân cũng rất thẳng thắn mà lên tiếng thừa nhận. Đúng vậy, ta không thích con quen với kiểu con gái đó. Cái kiểu phụ nữ mà chỉ biết moi tiền mà thôi, thật là không giống một cái loài ký sinh bẩn thỉu. Đình Nam nắm chặt tay của mình lại. Anh có thể lý giải một phần tại sao bố mình lại có lối suy nghĩ và dùng từ thô thiển đến như thế. Năm xưa, mẹ anh mang danh bổ nhí của ông mà đẻ ra anh. Bà cũng xuất phát từ vùng thôn quê giống Thi Thi bây giờ, lên thành phố sinh sống và lập nghiệp học tập. Ông đã chu cấp đủ mọi thứ, từ tình đến tiền cho bà ấy. Nhưng đến cuối cùng thì bà lại bỏ ông mà đi theo một gã Việt kiều. Mọi chuyện chẳng có gì để bận tâm nếu như bà ta không đem anh bán cho bố mình với giá 100 triệu, sau đó là qua Mỹ sống cùng người kia. Cũng kể từ đó đến giờ thì cả ông và Đình Nam đều không còn bận tâm đến người đàn bà đó nữa. Tạm gạt đi những suy nghĩ đến người đã sinh ra mình, Đình Nam hỏi ông Tân. Bố có biết đến sự tồn tại của cô ấy từ bao giờ? 3 năm trước. Giờ thì anh có thể chắc chắn chính bố anh là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả mọi chuyện. Ông khiến anh cảm thấy mọi thứ thật đáng sợ. Khóe miệng của Đình Nam giật giật, bờ môi dưới mấp máy như đang muốn biểu thị sự phẫn nộ trong anh. Vì sao bố không có hành động gì khi biết cô ấy làm thư ký cho con? Vì ta biết con đã có tình cảm với cô gái đó, nên nếu tách ra mà không được thì mình cứ để thuận theo tự nhiên thôi. Biết là ông Tân không dễ dàng gì cho qua như thế, nên Đình Nam đã hỏi một câu để khiến ông Tân phải nói ra ý định thật sự của mình. Nếu bố nắm rõ tâm tư tình cảm của con như vậy thì con muốn hủy hôn với Hoài Thương. Hủy hôn rồi thì sao? Con định lấy cô gái kia sao? Nếu cô ấy đồng ý, con sẽ làm như thế. Cô ta sẽ không đồng ý đâu. Tại sao? Vì con dâu nhà họ Hoàng ấy chỉ có thể do ta lựa chọn mà thôi. Nếu mà cứ cố tình làm trái ý thì nhất định sẽ lãnh hậu quả xứng đáng. Mà cho con có bảo vệ cô ta tốt thế nào, nhưng con nên nhớ, bên cạnh cô ấy còn có bố mẹ và em trai nữa.
Bố đe dọa con sao ạ? Ông Tân nói tới đây thì liền đứng dậy, vươn vai một cái rồi nói: ta cũng không muốn phải nói quá nhiều về một chủ đề đâu. Vậy nên nếu con cứ làm trái ý của ta thì người phải chịu hậu quả là cô gái đó đó. Dứt lời ông quay người rời đi với vẻ mặt cực kỳ hài lòng, bởi vì ông biết con trai của mình sẽ phải nghe theo sự sắp xếp của ông mà thôi. Lúc nhỏ, Đình Nam được ông dạy dỗ muốn thành công thì không được để đối thủ biết điểm yếu của mình. Và bây giờ đây thì điểm yếu của anh có lẽ chính là cô, người con gái mang tên Thi Thi. Nếu anh đoán không lầm thì ngoài bố ra, Đình Dương chắc chắn cũng sẽ biết được điều đó. Vậy nên dù anh có theo phe nào hay đứng về phía ai thì cô gái ấy cũng bị đem ra làm tấm bia đỡ đạn. Đúng là rất khó nghĩ. Mấy ngày nay tôi vẫn giữ thái độ bình thường với Đình Nam. Sau khi biết tin anh ta sắp đính hôn, bản thân cũng thường nghĩ đến những gì mà Trung đã nói. Có lẽ là tôi nên suy tính đến chuyện nghỉ việc ở đây. Dù sao thì khoảng thời gian qua cũng không có ai giở trò hãm hại tôi cả. Lời xin lỗi cũng đã được nhận rồi, dù chưa biết là ai hãm hại mình trước đó. Trưa nay vừa hay tới giờ nghỉ trưa, tôi cũng vừa xử lý xong công việc của buổi sáng, đã sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn gọn lại, rồi còn đi ăn trưa thì thấy Hoài Thương đến. Vẫn như thường lệ, ta xách hộp đồ ăn, miệng thì luôn mỉm cười rồi mở lời trước: cậu đi ăn trưa đó hả? Ừ, đúng vậy. Hoài Thương lấy trong túi đồ ra hộp dâu tây đưa cho tôi: cho Thi Thi đấy, dâu tây Đà Lạt ngon lắm đó. Tôi đưa tay ra nhận lấy hộp dâu tây cùng chút khói xử, không biết nhận đồ như thế này có được không nữa. Ăn đi nhá, ngon với ngọt lắm đó. Thế này có nhiều khóa không? Ôi giời, có xíu thôi mà, nhiều gì đâu. Bác mình ở Đà Lạt gửi ra nhiều lắm nên cậu cứ ăn đi. Ừ, tôi cảm ơn Thương nhá. Không có gì. Mà Thi biết tin gì chưa? Đầu óc của tôi khi ấy không được nhanh nhạy cho lắm, nên cái mặt nghe xong câu hỏi thì nghệt ra. Hả? Tin gì là sao? Thì mình với anh Nam sắp đính hôn đó. Cậu biết không? Mình tưởng là cả công ty biết rồi chứ. À, tôi có nghe qua rồi. Chúc mừng Thương nhá. Hoài Thương gật đầu, mỉm cười nhìn tôi. Ừ, cảm ơn Thi. Nói tới đây, Hoài Thương đưa tay chạm nhẹ lên má của tôi. Hành động bất ngờ này khiến tôi giật mình mà nghiêng đầu qua một bên, ánh mắt hoảng hốt nhìn cô gái trước mặt. Cậu làm gì thế? Cậu làm cái gì mà nhìn mình đáng sợ vậy? Mình chỉ định hỏi cậu chăm sóc da ở đâu như thế nào mà trông mịn đẹp thế, chỉ cho Thương với. À, cũng không có gì đâu. Tôi uống nhiều nước, với lại ưu tiên sử dụng mấy loại mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên ấy. Vậy hả? Tôi cứ tưởng là cậu hay đi spa chăm sóc cơ. Đang định hỏi địa chỉ spa đấy. Không có, tôi tự chăm sóc ở nhà thôi mà. Ừ, mà Thương mang bữa trưa vào cho anh Nam đã. Có gì mấy bữa đi cà phê tám chuyện với mình nhá. Tôi khẽ gật đầu, nhìn Hoài Thương đi rồi, bản thân cũng bước ra khỏi chỗ ngồi mà đi ăn trưa. Buổi tối tan làm, không biết đen đủi thế nào, mà đi về đến nửa đường thì xe tôi lại bị hết hơi ở bánh trước. Đã thế còn hết hơi đúng đoạn đường vắng người nữa chứ. Bình thường tôi không có đi đoạn đường này đâu, vì nó rất vắng. Nhưng khổ nỗi đoạn đường này tôi hay đi kia, đang sửa cái gì ấy, nên không cho xe cộ đi qua. Tôi chán nản nhìn chiếc xe của mình mà thở dài một cái. Đang định lôi điện thoại ra gọi điện cầu cứu Trung thì có một chiếc xe máy từ xa đi đến, dừng lại cạnh xe của tôi. Trên xe là hai người đàn ông đang hướng mắt về tôi. Một trong số đó lên tiếng hỏi: em ơi, đừng có bệnh viện 198 đi thế nào em nhỉ? Bạn đang cấp cứu ở đấy. Trông hai người đó không được đàng hoàng lắm, nhưng mà tôi vẫn lịch sự trả lời lại: dạ, anh đi thẳng rẽ trái, đi thêm gần 1 km nữa, có cái biển ghi là đi thêm bao nhiêu mét nữa là đến trong đó đấy ạ. Ừ, anh cảm ơn. Mà xe em bị hỏng đấy à? Cần một anh giúp gì không? Tôi bắt đầu nhìn hai người trước mặt của mình. Rõ là câu trước bảo với tôi là có bạn cấp cứu ở trong viện, hẳn là rất gấp rồi, thì hơi sức đâu mà còn hỏi thăm tôi bị hỏng gì chứ. Nghĩ vậy, tôi liền cầm máy, ấn nhanh số gọi cho Trung. Hai tên đó dường như đã nhìn thấy động thái khác lạ của tôi, liền xuống xe. Tôi ấn gọi cho Trung rồi vội vàng đưa máy áp lên tai, mắt nhìn quanh xem có ai đi qua không, miệng liên tục hỏi tên hai tên đang tiến lại gần mình: mấy người là ai? Mấy người muốn làm gì tôi? Chưa kịp nói thêm thì một tên trong số đó giật lấy điện thoại trong tay của tôi, tên còn lại giữ chặt cổ tay của tôi không cho tôi chạy. Khi tôi còn đang hoảng sợ la hét thì bất ngờ bị bịt ngay miếng rẻ vào miệng.
vậy như miếng rẻ ấy có thuốc mê thì phải. Nó làm cho sự cống chống cự của tôi dần yếu đi, và cuối cùng là hai mắt nhắm lại rồi ngất lịm đi lúc nào không hay biết gì nữa. Vì tối hôm qua Đình Nam không có đến buổi hẹn gặp mặt của hai bên gia đình nên ông Tân đã hẹn lại, và tối nay đương nhiên là Đình Nam nhất định phải có mặt rồi. Lúc này trên bàn ăn của một nhà hàng Âu có tiếng là 6 người, trong đó có bố mẹ Hoài Thương, bố mẹ Đình Nam và hai nhân vật chính là Đình Nam và Hoài Thương. Khi mà ông Tân chỉ mới liếc qua, đá lông nheo một cái với cậu con trai của mình, anh đã hiểu ý mà đứng lên, tay cầm ly rượu, mắt hướng nhìn về phía bố mẹ Hoài Thương với vẻ ăn năn của người có lỗi. Dạ thưa hai bác, thưa bố mẹ và em, chuyện là tối qua con có chút việc bận đột xuất nên không có đến buổi hẹn được. Con thành thật xin lỗi, mong được bố mẹ hai bên bỏ qua cho con ạ. Hoài Thương thấy vậy cũng đứng lên nói đỡ cho anh. Đúng rồi đấy ạ, anh Nam có việc bận, cũng nhắn tin với con rồi, bố mẹ bỏ qua cho anh ấy đi nha. Bố Hoài Thương nhìn con gái nhíu mày, rồi lại nhìn Đình Nam chép miệng một cái, tỏ ý vẫn chưa nguôi giận. Hoài Thương thấy bố mình như vậy thì làm ra vẻ mặt nũng nịu ỉ ôi. Bố bỏ qua cho anh ấy đi mà. Cứ như thế được 5 giây thì ông bố siêu cưng chiều con gái của mình cũng phải chịu thua mà đưa tay lên nhéo yêu mũi của cô. Con đấy, chưa gì mà đã bênh người ta chằm chạp rồi, mấy nữa mà gả về đó là quên luôn bố mẹ có đúng không? Không có, con vẫn thương bố nhất nhà mà. Nói tới đây thì cả bàn ăn 6 người đều bật cười. Ông Tân chủ động nâng ly rượu của mình lên. Nào, mọi người cùng cụng ly đi để bắt đầu bữa tối. Những chiếc ly chứa sẵn rượu vang đỏ ở trong cứ thế mà nâng lên rồi va chạm vào nhau trong niềm hân hoan của mọi người ngồi đây. Những chủ đề được nhắc đến trong bữa ăn toàn xoay quanh lễ đính hôn của hai người, và nếu không có gì thay đổi thì lễ đính hôn sẽ tổ chức vào 12 tháng sau, lễ cưới sẽ tổ chức sau lễ đính hôn 1 tháng. Trong không khí sôi nổi bàn bạc của hai bên gia đình thì Đình Nam chỉ lặng lẽ ngồi nghe, ai hỏi gì cũng đáp dạ vâng vậy cũng được ạ, hoặc không thì là chỉ cười một cái, nhìn con trai trầm tư quá đến mức ông Tân phải đá nhẹ vào chân con mình mấy cái dưới gầm bàn mới khiến anh miễn cưỡng phải góp lời vào cuộc trò chuyện thêm đôi ba câu. Đang ngồi ăn với mọi người là thế thì bất ngờ điện thoại của Đình Nam tinh lên một tiếng, báo hiệu có tin nhắn mới. Đình Nam cầm máy lên xem, ấn tin nhắn, giây phút nhìn thấy hình ảnh của Thi Thi bị trói chặt tay chân nằm bất tỉnh dưới nền đất, kèm chú thích: nếu không muốn cô ta có mệnh hệ gì thì 15 phút nữa phải có mặt tại đây. Khiến Đình Nam sốc lắm, hai mắt anh mở to nhìn vào bức ảnh cùng với một lực bóp mạnh tác động lên chiếc điện thoại đang cầm ở trong tay. Anh đưa mắt nhìn từng nét mặt của mọi người trên bàn, họ đều không có lý do gì mà làm ra chuyện này cả, ngoại trừ người đàn bà đang ngồi cạnh ông Tân. Trông thấy Đình Nam nhìn chằm chằm mình khiến bà ta tò mò lên tiếng: sao thế con trai, con cần mẹ giúp gì không? Đình Nam không lên tiếng đáp lời bà ta mà đứng dậy nhìn mọi người nói: xin phép mọi người, con ra ngoài đi vệ sinh một lát. Miệng nói là đi vệ sinh nhưng thực chất Đình Nam lại tìm cho mình một góc khuất, ấn gọi cho số máy lạ kia. Những âm thanh tút tút vang lên nghe đầy não nề, ít hầu của Đình Nam cũng theo đó mà chuyển động do sự hô hấp bất ổn vì lo lắng. Mãi sau thì đầu dây bên kia mới có người nghe: alo. Nói, mày là ai? Vì sao lại bắt cóc cô ấy? Tôi là con trai của người đã đâm mày hôm trước đó, anh còn nhớ chứ? Đình Nam dần hiểu vấn đề mà tự cảm thấy bớt lo lắng hơn, bởi vì anh biết mục tiêu của hắn là mình chứ không phải là Thi Thi. Nói đi, mày muốn gì? Chỉ là muốn gặp nhau nói chuyện ấy mà, chắc là anh không bận chứ? Nghe tới đây, trong đầu của Đình Nam bắt đầu có sự xét đoán, dường như có ai đằng sau điều khiển vụ này. Chưa một kẻ xa lạ làm sao có thể biết được mối bận tâm của anh là ai mà bắt cóc người đó để mà uy hiếp. Khẽ thở dài một tiếng, Đình Nam lạnh lùng lên tiếng: mày đang ở đâu? Tôi sẽ gửi định vị qua cho anh, anh đi một mình thôi nhé. Được. Cô ấy mà có bất kỳ tổn thương nào thì chúng mày đừng sống yên với tao. Đang mê man trong giấc ngủ với thuốc mê thì tôi lại cảm nhận được có thứ gì đó mát mát vừa được hất thẳng vào mặt của mình. Khẽ nhíu mày cử động một chút thôi, hàng mi hé mở mắt ra. Khi ấy bản thân của tôi còn chưa nhận thức được mọi thứ xung quanh thì đã bị bàn chân của ai đó đạp mạnh vào đùi của mình. Dậy, dậy đi.
bị đạp đến đau điếng cả người, khiến tôi dần lấy lại sự tỉnh táo. Hai mắt mở ra thì phát hiện cả tay và chân đều bị trói chặt bằng dây thừng mà nằm co quắp trên nền đất. Khó khăn lắm tôi mới ngồi dậy được thì nhìn thấy mấy người trước mặt mình, thều thào nói: Mấy người là ai? Vì sao lại bắt tôi tới đây? Trước mặt tôi khi ấy là một nhóm người, tầm 7-8 người đàn ông, xăm trổ đầy mình, nhìn rất ghê. Quang cảnh xung quanh nhìn khá hoang tàn, giống như là ngôi nhà bị bỏ hoang, không có người sinh sống thì phải. Một tên trong số đó bước đến, hắn ta ngồi xuống nhìn tôi thích thú, mà đưa tay ra, nâng cằm tôi lên. Một lúc nữa cô sẽ biết câu trả lời ngay thôi, cứ bình tĩnh, không việc gì phải vội. Tôi nghiêng đầu mình qua một bên để tránh sự đụng chạm của hắn ta với mình. Nhận thấy sự tránh tiếp xúc của tôi làm cho kẻ đó thêm phần hứng thú mà mạnh tay giữ chặt lấy cằm của tôi để sát lại gần mặt của tôi. Đừng có bướng, tôi không phải là kiểu người thương hoa tiếc ngọc đâu. Tôi trừng mắt lên nhìn hắn ta, miệng rất muốn nhổ nước bọt lên mặt của hắn ta nhưng lại thôi, bởi vì tôi biết càng chọc tức hắn thì mình sẽ là người thiệt mà thôi. Ánh mắt chất chứa sự căm ghét trong tôi dần dịu xuống, tôi nói: Tôi khát nước, tôi xin chút nước được không? Được chứ. Nói rồi hắn ta đứng dậy, đi lấy một chai nước mang đến, chủ động mở nắp chai ra, đưa lên trước miệng cho tôi uống. Khi tôi vừa uống nước xong thì cũng là lúc bên ngoài có người chạy vào thông báo. Anh ơi, tên đó đến rồi ạ? Ừ, cho hắn vào đi. Tôi đưa mắt nhìn ra phía cửa, bóng người cao lớn dần lộ diện khiến tôi cảm thấy yên tâm. Bởi đó không ai khác chính là Đình Nam. Giây phút mà anh nhìn tôi, cả hai không cần nói với nhau lời nào, mà chỉ đơn giản là cái gật đầu khẽ cũng đủ để tôi cảm thấy bớt sợ hãi đi. Đình Nam đến trước mặt kẻ vừa nói chuyện với tôi khi nãy, dù cho có đi một mình vào hang cọp thì sắc mặt của anh ta vẫn rất bình tĩnh. Tao đến rồi đây, có chuyện gì thì nói luôn đi. Nghe nói phân xưởng cũ của công ty nhà tôi nằm trong khu đất thuộc dự án bên anh. Đó có phải là lý do anh khiến công ty nhà tôi phá sản rồi mua lại chỗ đất đó một cách dễ dàng có đúng không? Lại là chuyện đó hả? Công ty làm ăn yếu kém, không có năng lực, dẫn đến phá sản. Bây giờ đổ lỗi cho người khác là sao? Đúng là công ty của chúng tôi còn nhiều yếu kém, nhưng rõ ràng nếu anh không ngăn cản các công ty khác hợp tác với chúng tôi thì công ty vẫn còn cơ hội để mọc vực dậy. Các công ty khác từ chối hợp tác không phải là do tập đoàn Tân Hoàng gây áp lực. Họ đủ thông minh để biết mình nên làm gì. Dứt lời, Đình Nam khẽ nghiêng đầu qua trái như để thư giãn gân cốt, rồi lên tiếng: Đừng vòng vo nữa, muốn gì nói luôn đi. Tôi muốn nhận tiền bồi thường. Bao nhiêu? 300 triệu. Nếu mà không đưa tiền thì sao? Tôi sẽ cùng anh chết ở đây. Lời vừa nói ra khỏi miệng, tên đó liền rút ra một khẩu súng chĩa thẳng về phía Đình Nam. Được thôi, ta sẽ kêu người chuyển khoản qua cho mày, nhưng với một điều kiện. Nói đi. Đình Nam chỉ tay về phía của tôi lên tiếng: Cho người đưa cô gái kia ra xe trước, tao sẽ ở đây để xác nhận việc chuyển tiền xong rồi mới rời đi. Tên đó nghe Đình Nam nói xong liền gật đầu đồng ý, để cho một tên đàn em đưa tôi ra ngoài xe. Lúc rời đi, tôi nhìn Đình Nam đầy lo lắng, và đến cuối cùng thứ tôi nhận được là ánh mắt kiên định như muốn nói mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngồi vào bên trong chiếc xe ô tô đang đỗ ở bên ngoài căn nhà hoang mà lòng tôi bồn chồn một cảm giác khó tả. Bỗng có tiếng súng nổ đoàng đoàng, cả những âm thanh đánh nhau vang vọng từ trong đó ra. Tôi nghe những âm thanh ấy mà sợ run người, nước mắt nước mũi cứ thế mà ứa ra ngoài. Ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía ngôi nhà hoang, miệng lắp bắp nói: Không, không thể như thế được. Cũng chính vào lúc này, cửa xe bất ngờ được mở ra, nhìn thấy Đình Nam lành lặn ngồi trước mặt của mình, mà tôi mếu máo nói: Anh không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ? Cô khóc đấy hả? Bị ngốc hay sao mà khóc? Nghe thấy tiếng chửi quen thuộc của Đình Nam, tôi òa khóc như một đứa trẻ, khiến ai kia phải kéo tôi vào lòng. Nín đi, an toàn hết cả rồi mà. Được Đình Nam dỗ dành thế này khiến tôi dần nín khóc. Chỉ là không hiểu tại sao trong người tôi có cảm giác gì đó rất lạ, toàn thân cứ thế mà nóng ran lên. Cái ôm của Đình Nam khiến tôi cảm thấy trong người lâng lâng dạo dực một cách khó tả, nên tôi đã đẩy anh ta ra, hai má ửng hồng bẽn lẽn nói: Cởi dây trói cho tôi trước đi. Ừ, tôi biết rồi. Sau khi được Đình Nam tháo dây trói ở tay và chân cho mình, tôi vội vàng giục anh ta: Về đi, cho tôi về nhà mau đi. Thật sự là trong người tôi đang rất nóng,
nó dạo rực một thứ cảm xúc rất lạ. Đình Nam vừa lái xe vừa hỏi tôi: "Cô sao vậy? Sao mà tự dưng im lặng thế? Không muốn biết tại sao tôi thoát ra ngoài này sao?" "Có, anh nói đi." "Vì tôi có dẫn thêm mấy người âm thầm đi theo hỗ trợ. Chỉ cần đưa được cô ra ngoài là người của tôi xông vào hỗ trợ ngay." Hơi thở của tôi càng lúc càng mất ổn định. Bản thân phải tự đưa tay lên mà che miệng mình lại, vì tôi sợ nó có thể dễ dàng phát ra những âm thanh kỳ lạ. Đình Nam nhận ra điều bất thường ở tôi, cô quay qua hỏi: "Cô sao vậy? Bị khó chịu ở đâu hả?" "Ừ." Vì miệng của tôi vừa phát ra một âm thanh lạ nên tôi vội cắn mạnh lên tay của mình để kiểm soát lại bản thân, gật đầu liên tục. "Cô bị sao thế?" Đình Nam dừng xe vào bên đường. Anh kéo tay tôi ra khỏi miệng, tỏ vẻ khó hiểu nhìn tôi: "Này, sao cô lại tự cắn vào tay của mình thế?" "Người tôi nóng quá, nó cứ dạo rực như..." Dường như Đình Nam hiểu ra điều gì đó, anh ta đưa tay chạm nhẹ lên má tôi. "Hồi nãy bọn chúng có cho cô uống gì không?" "Có, tôi có uống nước." "Có thể là trong nước có thuốc kích dục rồi." Tôi của hiện tại không còn để ý đến lời Đình Nam nói nữa. Thấy bàn tay mát lạnh của anh chạm lên má của mình, tôi cảm thấy hứng thú mà cầm chặt lấy nó, hôn lên rồi kéo bàn tay ấy ấn xuống cổ của mình. Đình Nam thấy thế liền giữ tôi lại: "Này, cô có biết mình đang làm gì không đấy?" Tôi gật đầu nói: "Có, tôi biết. Tay anh rất mát, mát lắm, tôi cảm thấy dễ chịu lắm." Tôi vừa nói xong thì Đình Nam nhổm người qua mà hôn lên môi của tôi. Sẵn có ham muốn trong người nên tôi điên cuồng đáp lại nụ hôn ấy dù có chút vụng về. Đang hôn nhau say đắm là thế, Đình Nam buông tôi ra, anh nhìn tôi nghiêm túc nói: "Em có yêu tôi không?" "Có." "Biết tôi là ai không?" "Có." "Gọi tên tôi đi." "Hoàng Đình Nam." Nhận được câu trả lời hết sức hài lòng, Đình Nam khẽ mỉm cười nói: "Tôi cũng yêu em nhiều lắm." Dứt lời, Đình Nam trực tiếp kéo tôi qua ngồi lên đùi của anh. Hai đứa cứ thế hòa tan vào nhau trong cái không gian chật hẹp nhưng lại sáng bừng thứ tình yêu nồng cháy mà cả hai che giấu suốt mấy năm nay. Tôi đã cứ nghĩ trên con đường vắng vẻ ấy chỉ có duy nhất xe của chúng tôi. Ai mà ngờ cách đó một đoạn là một chiếc xe ô tô khác cũng dừng lại đúng thời điểm xe của chúng tôi dừng lại. Và người ngồi bên trong xe đó không ai khác là Đình Dương và Hoài Thương. "Cô thấy chưa? Tôi chỉ cần làm phép thử nhỏ là biết được Đình Nam thật sự yêu ai rồi đó." Lúc có thuốc trong người thì lăn xả hết mình, đến khi cơ thể dần ổn định lại trong sự mệt mỏi, tôi lại cảm thấy ngại ngùng. Nhớ lại mọi thứ vừa diễn ra như một trận cuồng phong, và đặc biệt hơn là sự chủ động của chính bản thân mình, khiến tôi có chút xấu hổ ghê. Giờ hai cơ thể đang không mảnh vải trên người đang ôm lấy nhau, tôi bị lúng túng, không biết đối mặt với Đình Nam kiểu gì, nên tôi cứ ôm lấy cổ của anh ta mà thôi. Đình Nam biết được điều đó, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của tôi rồi nói: "Sao thế? Em ngại với tôi hả?" Biết Đình Nam có ý trêu mình, tôi vội thẳng người dậy, đưa tay che miệng của anh ta, nét mặt hờn dỗi: "Không có." Đình Nam mỉm cười, ánh mắt nhìn tôi trìu mến, khiến tim tôi như muốn tan chảy. Đang có thiện cảm tốt là thế, thế mà đôi mắt ấy bất ngờ nhìn xuống ngực của tôi. Tôi thấy thế, liền thu tay về mà che ngực của mình: "Không, không được nhìn." "Vì sao không được nhìn chứ? Người em ấy có chỗ nào là tôi không thấy đâu. Nghĩ lại thì thấy 3 năm sau em bị đạn hơn luôn đó. Nhất là vòng một căng tròn kia kìa, anh nhìn rất thích." Anh càng nói thì má của tôi lại càng nóng lên, bĩu môi cau mày nhìn người đàn ông trước mặt: "Đừng có nói nữa, cho tôi ngồi về lại ghế của mình đi. Ngồi trên đùi của anh bất tiện quá." Nói xong tôi toan ngồi nhổm lên thì bị anh giữ lại, ôm chặt vào lòng: "Đừng có làm loạn nữa. Em mà không chịu ngồi yên tôi ăn em đó." Tôi bị câu nói này của anh ta làm cho sợ mà ngoan ngoãn ngồi im. "Anh khác trước thật rồi." "Khác thế nào? Nói tôi nghe xem." "Trước kia mỗi lần làm xong anh không nói nhiều thế này." "Ừ, lúc đó tôi còn chưa nói lời yêu em. Với lại tính cách của tôi thời điểm đó cũng hơi cục xúc." "Nói là khác đấy, nhưng mà bản chất bên trong của anh vẫn vậy thôi. Bởi khi xác định rõ một mối quan hệ thì con người ấy sẽ hết mình vào nó." Nghe chữ yêu phát ra từ miệng của anh khiến tôi sực nhớ đến Hoài Thương. "Đấy, suýt thì tôi quên mất, anh sắp trở thành người đàn ông của có vợ rồi."
Anh có thể coi như là tối nay chưa có chuyện gì xảy ra được không? Không, tôi không thích. Anh sắp lấy vợ rồi đó, quan hệ của chúng ta không thể tiếp tục thêm được. Với lại tôi cũng muốn xin nghỉ, tôi sợ Hoài Thương biết việc của chúng ta. Thế nên tốt nhất mình nên quay về là hai người xưng như trước kia đi. Đỉnh Nam im lặng. Tôi cảm nhận rõ ràng tiếng thở dài đầy tâm trạng của anh. Mãi lúc lâu sau anh mới cất lời. Xin lỗi vì đã vô tình kéo em vào cuộc chiến của gia đình tôi. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp mọi thứ ổn thỏa nhất, sau đó mới tính đến chuyện của chúng ta. Chỉ xin em hãy chờ tôi, hãy cho tôi thêm một thời gian nữa. Anh có thích Hoài Thương không? Không, cuộc đời này của tôi chỉ nói lời yêu với một mình em mà thôi. Tôi biết những lời Đỉnh Nam vừa nói đều là những lời từ đáy lòng của anh. Tôi cũng biết tình cảm có với anh là thật. Chính vì mọi thứ đều chân thật nên tôi mới cảm thấy lo và hoang mang. Bởi bên cạnh tôi còn có mẹ và em trai, họ không thể vì tôi mà chịu khổ mạn chung được. Đỉnh Nam thấy tôi im lặng nãy giờ liền nói lời động viên. Đừng quá lo lắng, tôi sẽ bảo vệ em và người nhà của em, không sao đâu. Tôi chả biết nói gì thêm nữa trong cái chủ đề này, đành chuyển qua chủ đề khác. Cho tôi về nhà đi, cũng muộn lắm rồi. Ừ. Mặc lại quần áo trên người, ngồi xuống chỗ bên cạnh thắt dây an toàn xong thì Đỉnh Nam mới khởi động xe mà lái rời đi. Đang hai tay để trên vô lăng thì bất ngờ anh bỏ một tay xuống, đưa qua nắm chặt lấy tay của tôi kéo về phía mình. Tôi rất thích cảm giác này. Đúng là cảm giác được nắm tay ngồi trong ô tô thế này thật sự rất tuyệt. Lâu lâu tôi sẽ đưa mắt nhìn qua Đỉnh Nam một cái. Công nhận anh ta đẹp trai thật đấy, đẹp ở mọi góc nhìn luôn. Nhìn xuống bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai đứa, tôi đã hơi ích kỷ mà ước rằng giá như thời gian có thể quay trở lại, có thể dừng ở đây mãi mãi. Một tuần sau, kể từ vụ việc tối đó đến giờ, không có thêm bất kỳ điều kỳ lạ khác xảy ra. Xe máy với điện thoại của tôi cũng được Đỉnh Nam kêu người lấy giúp. Sự quan tâm của anh dành cho tôi cũng nhiều hơn trước. Đôi khi hai đứa chả cần phải nói với nhau câu nào, mà chỉ cần nhìn nhau vào mắt cũng đã vô thức mỉm cười. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy hoang mang vì không biết thứ cảm xúc hạnh phúc này diễn ra được bao lâu, khi mà chỉ còn ít ngày nữa thì lễ đính hôn của Đỉnh Nam và Hoài Thương sẽ được diễn ra. Có lúc tôi tự hỏi bản thân mình đang theo đuổi thứ tình cảm gì, khi mà mục đích ban đầu và đây làm của tôi đã dần bị lãng quên. Thế chỗ vào đó là niềm tin và câu nói hãy đợi anh. Dường như cái đêm định mệnh trong xe ngày hôm đó khiến tôi có nhiều suy nghĩ khác quá. Bản thân dần chọn nghe theo con tim hơn là lý trí. Không biết vì lý do gì mà một tuần nay chưa nào Hoài Thương cũng mang cơm qua cho Đỉnh Nam. Chưa đây cũng thế, tôi vừa tắt máy tính xong thì cô ấy từ xa đi đến. Cậu ăn trưa chưa? Tôi chưa. May quá, tôi có nấu nhiều cơm nên mang cho Thi Thi một hộp nè. Nói rồi, Hoài Thương lấy ra cho tôi một hộp cơm. Cậu ăn đi nha, đây tớ làm món sườn xào chua ngọt ngon lắm đấy. Tôi nhận lấy hộp cơm khẽ mỉm cười nói. Cảm ơn Thương nhiều nha, lần nào cũng mang đồ qua cho mình thế này mà mình lại chẳng cho cậu được cái gì cả. Không sao, cho đi là để nhận lại yêu thương mà. Cậu có biết vì sao dạo này tớ chăm chỉ mang đồ ăn cho anh Nam không? Không. Tại vì tớ muốn anh ấy hình thành thói quen thích ăn cơm vợ nấu. Hoài Thương nhìn thẳng vào mắt của tôi rồi nói tiếp. Sẽ thi thoảng có lúc anh ấy chán cơm thèm phở đấy, nhưng mà không sao. Chỉ cần anh ấy biết thức tỉnh mà nhớ về nhà ăn cơm với vợ là được. Quá khứ có thể là không tốt, nhưng phải biết cách khắc phục và sửa chữa để hiện tại cũng như tương lai sao để tốt đẹp hơn đấy. Thương nói có đúng không Thi Thi? Từng câu từng chữ Hoài Thương nói ra rất có nhấn nhá, như muốn nhắc nhở cảnh tỉnh cho người đối diện mình là tôi đây thì phải. Nếu suy đoán của tôi là đúng thì chắc là Hoài Thương rất có thể đã biết chuyện trước kia của tôi và Đỉnh Nam. Đúng cái lúc tôi định lên tiếng thì cửa phòng làm việc của Đỉnh Nam mở ra. Anh ta cũng nhanh chóng xuất hiện ngay sau cánh cửa ấy. Hoài Thương vừa trông thấy Đỉnh Nam thì liền phớt lờ tôi mà bước đến trước mặt của anh ta. Anh ra đây đón em đấy hả? Nên em nấu cho anh nhiều món mới ngon lắm. Lúc này Đỉnh Nam có liếc qua nhìn tôi một cái rồi mới nhìn Hoài Thương, vẻ mặt có phần cương quyết. Hoài Thương à, anh đã nói với em rằng... Không để Đỉnh Nam nói hết câu thì Hoài Thương đã khoác tay anh kéo vào trong. Mình vào thôi anh, đứng ngoài này lâu quá em mỏi chân. Nhìn hai người họ đi vào trong phòng, tôi mới ngồi xuống ghế lặng im với những suy tư của chính mình. Không hiểu sao tôi vẫn luôn có cảm giác Đỉnh Nam biết kẻ chủ mưu đứng sau hãm hại tôi là ai.
và nếu biết mà khó nói ra thì đấy chắc chắn là người anh rất quý mến. Có lẽ tôi phải hẹn anh ra uống rượu rồi chuốc say anh để dò hỏi xem sao. Chứ một mình ở đây đoán mò thế này rất giống mò kim đáy bể. Buổi tối cùng ngày tại dinh thự của nhà ông Tân. Đã gần 12 giờ đêm, ông Tân nằm trằn trọc mãi không ngủ được, liền ngồi dậy đưa tay ra với lấy cốc nước để uống thì nhận ra trong cốc nước đã hết sạch. Thấy vậy, ông quyết định đi xuống dưới nhà. Vừa hay lúc đi xuống dưới, ông bắt gặp Đình Dương đang ở dưới đi lên. Nhìn cậu con trai của mình lại đi chơi bời đến muộn mới về, ông tỏ vẻ không vui mà lên tiếng. Con lại chơi bời đến giờ này mới về đấy à? Đình Dương bước lên, đứng gần bậc cầu thang nói với bố của mình. Bố, sao giờ này bố còn ở đây thế ạ? Ta muốn xuống nhà uống nước. Cảm nhận được mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người của con trai, ông Tân khẽ nhíu mày, kèm với cái chép miệng lắc đầu ngao ngán. Con lại uống rượu đấy hả? Dạ vâng, ngày sinh nhật bạn của con mà, con vui quá nên uống hơi nhiều. Cũng muộn rồi đấy, lên phòng nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm. Dạ vâng ạ. Khi hai bố con vừa đi qua nhau, ông Tân sực nhớ ra điều gì đó mà quay đầu lại nói với con trai. À, buổi chiều nay bố phát hiện ra một số điều bất ổn trong các giấy tờ có chữ ký của con đó. Đình Dương có chút giật mình chột dạ nhẹ. Dạ, giấy tờ gì cơ ạ? Để mai nói đi, giờ muộn rồi. Nói xong, ông Tân quay đầu tiếp tục bước xuống bậc cầu thang phía trước mà không hề hay biết Đình Dương vẫn đứng nhìn ông. Không biết từ bao giờ hai mắt cậu ta nhìn bố của mình đầy vẻ tức giận và dã tâm. Chỉ trong thoáng chốc ngắn ngủi, cậu ta dứt khoát xoay hướng bàn chân từ trên cầu thang đi xuống, không ngần ngại gọi. Bố, bố dừng lại con bảo. Giây phút ông Tân dừng chân, còn chưa kịp quay đầu lại đã bị ai đó ở đằng sau thẳng tay đẩy ngã, khiến cho ông không kịp đề phòng mà lăn nhiều vòng xuống đất một cách đầy thương tâm. Ngày hôm sau tôi đến công ty thì nghe được tin chủ tịch của công ty, ông Tân đêm qua bị ngã cầu thang và nhập viện cấp cứu khẩn trong đêm. Biết tin cái tôi lấy điện thoại ra gọi ngay cho Đình Nam để hỏi xem tình hình bên đó thế nào. Nhưng kết quả tôi nhận được là vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp. Vì gọi cho anh ta không được nên tôi đã chuyển sang gọi cho Trung. Bình thường mỗi lần tôi gọi là cậu ấy bắt máy nhanh lắm. Nay phải đợi tiếng chuông kết nối kéo dài, gần như sắp kết nối thì đầu dây bên kia mới có người nghe. Ơi, mình nghe nè. Trung hả? Cậu biết việc chủ tịch Tân đang cấp cứu trong bệnh viện chứ? Ừ, mình đang chuẩn bị vào viện đây. Chủ tịch, ông ấy có sao không? Có vẻ là khá nghiêm trọng đấy. Mình cũng chưa rõ cụ thể mọi việc thế nào. Ừ, có gì nhắn mình nha. Ok. Tắt máy xong, tôi ngồi nghĩ bâng quơ vài thứ vụn vặt một lúc lâu rồi mới bắt đầu công việc của mình. Đến trưa tôi nhận được cuộc gọi của Trung. Qua lời kể của cậu ấy thì biết được ông Tân bị trượt chân ngã cầu thang dẫn đến dập não kèm xuất huyết cực kỳ nguy hiểm. Chưa kể còn bị chấn thương ở một vài chỗ khác nữa trên người. Trung còn nói thêm với tôi là mặc dù được cấp cứu kịp thời nhưng khả năng bình phục sau này ra sao thì bác sĩ chưa thể nói trước được điều gì cả. Nghe xong mà lòng của tôi thấy buồn khó tả. Chắc do đó là bố của người đàn ông tôi yêu nên tâm trạng của tôi nó mới có sự tràn ngập thương xót đến như vậy. Cả ngày hôm đó Đình Nam không có lên công ty, còn tôi thì vẫn làm việc trong bổn phận và trách nhiệm của mình. Buổi tối tan làm trở về nhà, không biết có chuyện gì mà sắc mặt của mẹ tôi trông rất khác. Bà nhìn tôi với vẻ mặt có phần nghiêm túc rồi nói. Lên phòng mẹ đi, mẹ có chuyện muốn nói với con. Vâng ạ. Mẹ tôi lên cầu thang, còn tôi thì ngơ ngác, không rõ chuyện gì. Vừa bước đi, vừa đưa mắt nhìn thằng em của mình đang ngồi gần đó. Tôi hỏi nhỏ nó. Có chuyện gì thế? Em cũng không biết nữa. Nhìn đôi mắt chân thật của Khôi, tôi không có điểm gì hỏi thêm mà ngoan ngoãn đi theo mẹ vào phòng của bà. Đi vào phòng, mẹ Quế ngồi xuống giường, chỉ tay vào cái ghế trống trước mặt của tôi mà bảo với tôi. Con ngồi xuống đó đi. Vâng ạ. Ngồi xuống ghế, nét mặt nghiêm nghị của mẹ khiến tôi cảm thấy hơi rén, không dám cười đùa vui vẻ như mọi khi. Chắc là phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm thì mẹ tôi mới phải gọi tôi vào đây nói chuyện riêng như vậy. Mẹ ơi, có chuyện gì không ạ? Có một số chuyện mẹ muốn hỏi đây. Hy vọng là con sẽ thành thật trả lời mẹ và không giấu giếm bất kỳ điều gì. Vâng ạ. Có phải là con đang quan lại với cậu tên là Đình Nam đúng không? Dạ, sao mẹ lại hỏi con thế ạ? Thì con cứ trả lời mẹ đi. Không mẹ ạ, bọn con chỉ là bạn bình thường thôi mà.
Mẹ tôi nghe xong thì bực mình, đập tay xuống giường nói: Bình thường? Bình thường thế nào hả con? Mà để vợ sắp cưới của cậu ta đến tìm gặp mẹ, nhắc nhở mẹ dạy dỗ lại con đấy. Con nói đi, thế là thế nào? Nhìn mẹ kích động đến mức mặt đỏ bừng, hai mắt lóng lánh như sắp khóc, nhìn chằm chằm vào tôi như muốn hỏi cung. Lúc trước con nói muốn đi làm ở công ty, mẹ đã nghĩ rằng đi làm rồi sẽ giúp con có thêm nhiều mối quan hệ, như vậy cũng tốt. Giờ thì sao? Con đi làm thư ký cho người 3 năm trước đã bao nuôi con như vậy là có ý gì? Hay là con tiếp tục muốn sống cuộc đời bao nuôi? Nếu mà như thế thật thì mẹ không cần phải có con nữa, mẹ sẽ đưa thẳng thằng Khôi về quê sống. Mẹ tôi vừa nói vừa khóc, khiến tôi không kiềm chế được mà khóc theo. Vừa khóc vừa lắc đầu phủ nhận những gì mẹ vừa nói, hai hàm răng cũng vô thức mà dập vào nhau. Mẹ, mẹ bình tĩnh đi. Con sẽ kể hết tất cả cho mẹ nghe ngay bây giờ đây. Gạt đi hai hàng nước mắt chảy dài trên má, hít một hơi sâu, tôi bắt đầu kể cho mẹ lý do vì sao tôi vào làm ở công ty của Đình Nam. Mẹ tôi nghe xong, bà nhìn tôi xót xa, nước mắt lưng tròng mà gọi tên tôi. Thi Thi à? Tôi đứng dậy bước đến ôm chầm lấy mẹ mà khóc. Tôi đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều, nhưng khi mẹ nói câu tiếp tục muốn sống một cuộc đời bao nuôi thì khiến tôi buồn tủi vô cùng. Vì sao mẹ lại nói tôi như thế chứ? Càng nghĩ những gì mẹ nói với tôi lại càng cảm thấy tủi thân mà khóc to hơn. Khóc quá trời khóc. Chỉ đến khi thấy bản thân đã quá mệt, không thể khóc thêm được nữa, tôi mới dừng lại. Mẹ Quế thì vẫn nhẹ nhàng xoa lưng tôi từ nãy tới giờ. Con à, mẹ hiểu những việc con làm, nhưng mà giờ người ta sắp kết hôn rồi. Học cách buông bỏ mọi thứ đi con, và nghỉ việc ở đó đi. Ông trời có mắt, hãy tin vào quả báo con ạ. Việc của chúng ta là hãy cứ sống tốt đi con. Còn nếu như con có tình cảm với cái cậu Đỉnh Nam đó thì hãy cố mà quên nó đi. Hai đứa vốn là hai cách biệt quá lớn, không thể đến được với nhau đâu. Mẹ tôi thở dài, đôi mắt của bà nhìn vô định vào một điểm, như đang hồi tưởng lại quá khứ của mình. Hình như là năm xưa vợ chồng bà cũng yêu nhau lắm, thề non hẹn biển đủ cả. Ấy thế mà vẫn ly hôn, vẫn đường ai nấy đi. Bây giờ nhìn cô con gái bé nhỏ của mình vốn đã chịu nhiều cực khổ, lại phải vướng bận vào mối tình với khoảng cách địa vị quá lớn, khiến bà chỉ có thể ôm con gái vào lòng rồi khóc cùng với con mà thôi. Tôi khóc trên vai mẹ một lúc lâu. Tôi bảo với mẹ rằng: Mẹ yên tâm đi ạ, con sẽ sớm chấm dứt quan hệ này thôi. Ừ, gắng lên con gái. Tối đó ăn cơm xong, tôi trở về phòng, nằm lăn xuống giường, vẫn thói quen cũ, vắt tay lên trán của mình với nét mặt đăm chiêu. Vậy là Hoài Thương đến tìm gặp bà và nói chuyện trực tiếp với mẹ của tôi. Cô gái này có vẻ là không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ở trước mặt của tôi thì thân thiện cười đùa, nhưng sau lưng lại âm thầm đâm tôi một nhát dao chí mạng. Đúng là lòng người đáng sợ thật đấy. Giá mà cô ấy thẳng thắn đối chất với tôi sẽ cảm thấy rất nể người con gái ấy rồi. Tôi nằm trên giường với đôi mắt khá nhức mỏi, do hồi nãy khóc nhiều nên thành ra ngủ quên đi lúc nào không hay. Mãi từ khi điện thoại đổ chuông làm tôi giật mình tỉnh giấc, tôi biết được bản thân đã ngủ quên. Tôi đưa tay với lấy cái điện thoại đang ở cách mình khá xa, ấn nút nghe luôn chứ không thèm xem ai gọi nữa. Alo, em đang ngủ đấy hả? Nhận ra đầu dây bên kia là Đình Nam, khiến tôi có chút chột dạ mà ngồi dậy. Anh gọi có việc gì không? Tôi mệt quá, tôi chỉ muốn ôm em ngay bây giờ, ngay lúc này mà thôi. Tôi đưa điện thoại ra trước mặt để nhìn giờ góc màn hình. Bây giờ đã là 00 giờ 14 phút, tôi liền đưa máy, áp sát lên tai mà nói. Muộn lắm rồi đấy, chắc là cả ngày nay anh vất vả nhiều rồi, anh mau nghỉ ngơi sớm đi. Em có thể ra ngõ được không? Tôi chỉ muốn ôm em một lúc thôi. Nghe giọng nói mệt mỏi của Đỉnh Nam, thật sự là khiến tôi đấu tranh tư tưởng dữ lắm, giữa việc có nên đi hay không. Và cuối cùng tôi đã chọn là có. Cứ như vậy, trong màn đêm tối, có cô gái đi dép lê màu đen nhẹ nhàng đi ra từ con ngõ nhỏ. Đỉnh Nam khi ấy đang đứng tựa vào người xe ô tô, chứ không có ngồi trong xe. Vừa thấy tôi, anh vội bước đến ôm chặt tôi vào lòng, cằm tựa lên vai của tôi với cái thở phào đầy nhẹ nhõm. Thơm thật, mùi trên người của em thơm dễ chịu quá đấy Thi Thi ạ. Tôi đứng im tại chỗ để Đỉnh Nam ôm mình. Đã có lúc tôi định sẽ đưa tay lên ôm anh ấy, nhưng rồi bàn tay ấy lại tỏ ra lưỡng lự mà hạ xuống. Tôi biết chuyện của bố anh rồi, ông sẽ sớm khỏe lại thôi mà, anh đừng lo. Ừ. Im lặng một lúc, Đỉnh Nam dần buông tôi ra, anh đưa tay vuốt nhẹ má của tôi.
vào nhà ngủ đi, tôi về đây. Anh... Anh giữ gìn sức khỏe đấy, không được để bản thân bị bệnh đâu đó. Ừ, em cũng vậy nha. Chỉ cần chờ tôi thêm một chút nữa thôi, chúng ta nhất định sẽ được ở bên nhau. Anh về đi, tôi vào nhà đây. Sau câu nói đó, tôi dứt khoát quay người rời đi. Cái ôm vừa rồi khiến cho mùi hương của anh cứ quanh quẩn bên mũi của tôi một cách thật luyến lưu. Chỉ tiếc là đây rất có thể là cái ôm cuối cùng của cả hai dành cho nhau. Sáng ngày hôm sau, Đình Nam đi làm trở lại. Theo tôi được biết thì ông Tân hiện đang ở phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi thêm, và hiện tại chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Sáng nay công việc khá nhiều nên thành ra đến giờ nghỉ trưa mà Đình Nam vẫn còn ngồi xử lý công việc. Hòa Thương thì không mang cơm qua như mọi ngày, nên tôi phải đi vào hỏi xem anh ta muốn ăn gì để còn đặt cơm. Chứ nhìn anh ta lao lực thế này, tôi cảm thấy không yên lòng. Này, anh muốn ăn cái gì để tôi còn gọi? Gì cũng được, em ăn cái gì tôi ăn cái đó. Thế ăn cơm sang thập cẩm nha. Đình Nam lắc đầu. Không. Anh muốn ăn gì? Bún ngan trộn đi. Đúng là cái người khó ưa mà, câu trước câu sau, chẳng ăn khớp gì cả. Ý định lúc đầu của tôi là ăn cơm sang, giờ lại vì anh ta mà chuyển qua bún ngan trộn cho đỡ mất công xuống lấy đồ nhiều lần. Mọi thứ đang êm ả diễn ra như thế thì tầm đầu giờ chiều, bất ngờ có mấy người công an tìm đến muốn gặp Đình Nam. Tôi dẫn họ vào phòng gặp Đình Nam rồi đi ra ngoài. Cũng chả rõ là họ muốn nói gì với nhau, mà một lát sau Đình Nam theo họ rời đi. Các giấy tờ bên trong cũng theo đó được đỏ vào thùng mà mang đi theo. Tôi lo sợ mà chạy theo ra đến cửa thang máy thì bị họ chặn lại không cho đi cùng. Đình Nam đứng bên trong thang máy nhìn tôi mỉm cười trấn an. Không có gì nghiêm trọng đâu, em đừng lo. Từ lúc Đình Nam được công an đưa đi thì trong lòng của tôi dấy lên cảm giác bất an lắm. Nghe ngóng mãi mới biết được anh ta bị đưa đi điều tra do có hành vi lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, bên cạnh đó còn tham gia vào rửa tiền phi pháp. Không rõ thực hư thế nào, nhưng với những gì tôi biết về Đình Nam thì tuyệt đối anh ta không làm ra những chuyện như vậy. Đang miên man suy nghĩ đến việc liệu có ai hãm hại anh ta không, tôi bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại của chính mình. Khẽ thở dài ra một hơi rồi cầm điện thoại lên, chả có hứng thú nhìn xem ai gọi đến mà tôi cứ thế ấn nghe. Alo, Thi Thi đấy hả? Mình là Hoài Thương nè. Nghe tới đây, trong đầu tôi lại nhớ đến việc hôm qua. Dù sao thì cô ấy cũng đã biết tất cả rồi, nên thật khó để mà nói chuyện thoải mái. Ừ, có việc gì không Thương? Tối nay cậu rảnh không? Mình muốn hẹn cậu đi cà phê nói chuyện một lúc. Chuyện gì vậy? Thương cứ nói trực tiếp đi. Chuyện có liên quan tới anh Nam, khá là dài dòng, mình nghĩ nên gặp trực tiếp cậu nói thì hơn. Ok, gặp nhau ở đâu đấy? Cũng không xa lắm, quán cà phê ngay gần công ty thôi. Lát mình nhắn gửi địa chỉ nhé. Tôi biết rồi. Kết thúc cuộc nói chuyện, tôi đặt điện thoại xuống bàn rồi ngả lưng ra sau ghế, hai mắt nhìn chằm chằm về hướng trần nhà mà không biết là sẽ có chuyện gì chờ tôi tối nay đây. Tối đó tôi vừa dắt xe ra khỏi hầm gửi xe là tôi mở điện thoại lên để xem lại đoạn tin nhắn của tôi viết Thương. Nhìn qua địa chỉ cô ấy gửi cho mình như để thêm phần chắc chắn, rồi khởi động xe rời đi luôn. Sau một đoạn đường gần 2 cây số, tôi cũng đến được đến nơi. Bước vào quán, khi tôi còn chưa kịp nhìn hết một vòng xung quanh đã nghe thấy tiếng gọi của Hoài Thương. Thi Thi à. Tôi nhìn về phía của Hoài Thương, gật đầu bước đến, ngồi xuống ghế đối diện với cô ấy. Thương đến lâu chưa? Mình mới tới thôi. Cậu uống gì gọi đi. Sau khi gọi cho mình một cốc trà đào chanh leo thì hai đứa tôi bắt đầu cuộc nói chuyện của mình. Tôi là người chủ động hỏi trước. Hôm qua Thương đến tìm gặp mẹ mình nói chuyện đấy hả? Ừ, đúng vậy. Thương biết chuyện trước kia của tôi với Đình Nam sao? Hoài Thương gật đầu. Tôi lại tiếp tục hỏi. Tôi có thể biết ai là người kể điều đó cho Thương hay không? Là Đình Dương, anh trai của Đình Nam. Dường như anh ta biết rất nhiều về chuyện của hai người đấy. Nghe tới cái tên Đình Dương tôi cũng không bất ngờ lắm, bởi vì quan hệ của hai anh em họ vốn là không tốt, nên nếu như Đình Dương muốn hãm hại Đình Nam thì chắc chắn anh ta sẽ phải tìm hiểu rất kỹ về Đình Nam để có thể nắm bắt được điểm yếu, và quan trọng hơn hết là vận dụng nó vào lúc cần. Thi Thi à, chắc là cậu biết việc Đình Nam đang bị công an tạm giữ để điều tra có phải không? Ừ. Nói thật với cậu thì trước đó bác Tân dự định sẽ cho Đình Nam làm người đứng đầu công ty. Hiện tại thì bác ấy vẫn đang hôn mê trong viện. Bác sĩ cũng chẩn đoán nếu có tỉnh lại
rất khó có thể bình thường như trước. Còn Đình Nam thì bị phía công an tạm giữ để điều tra. Thử nghĩ xem, ai là người có lợi nhất trong chuyện này? Tôi không chút do dự mà gọi tên một người. Đình Dương. Đúng vậy, Đình Nam hiện tại là thân cô thế cô, nên dù có không phạm tội thì cũng rất có thể sẽ bị người khác gài cho phạm tội, hoặc không thì ít nhất là bị đuổi khỏi công ty. Vì sao lại là thân cô thế cô chứ? Chẳng phải là Đình Nam sẽ kết hôn với Thương sao? Hoài Thương cười nhạt, khẽ lắc đầu nói. Thì không biết gì sao? Tôi không. Đình Nam nói với mình là anh ấy thích người khác rồi, còn khẳng định chắc nịch là sẽ không kết hôn với mình. Cậu nghĩ xem, bố của tôi giúp một người mà từ chối tình cảm của con gái ông sao? Hóa ra là ý này. Tôi có nên cảm thấy vẻ vang vì mình nghèo mà có được trái tim của người đó không nhỉ? Còn cô ấy thì xinh đẹp, cao quý, lại chẳng thể làm được điều gì như tôi đã làm sao? Nói đi, Thương có ý gì? Chắc là không chỉ đơn giản nhắc nhở tôi nghèo thôi chứ. Tôi muốn cậu chủ động chấm dứt quan hệ với Đình Nam trước. Chỉ cần không còn cậu ở bên, anh ấy sẽ quay ra yêu tôi thôi. Tôi không làm theo thì sao? Vậy thì cậu sẽ thấy được một Đình Nam thân bại danh liệt, bị anh trai của mình đuổi cùng tiết tận. À, còn một điều nữa tôi quên không nói. Đình Dương có kể cho tôi nghe, cậu từng bị đánh ghen có phải không? Cậu biết vụ đó là ai làm không? Bác Tân là người gây ra đấy. Tôi nhìn Hoài Thương bằng ánh mắt nghi hoặc xen lẫn nghi ngờ. Cậu nói gì? Ai là người đứng sau hại tôi cơ? Là bác Tân. Đình Nam cũng biết chuyện này mà. Đình Nam biết rồi sao? À đúng rồi, cái hôm anh ta nói xin lỗi tôi, tại sao biết mà không nói với tôi? Nếu ông Tân là người đã thuê người tạo ra vụ đánh ghen đó, thì tức là vụ năm xưa cũng là do ông ấy làm ra. Nghĩ tới đây, tôi lại nghĩ đến đứa con đang còn hình thành phát triển trong bụng của mình, lại bị chính ông ấy hại mất. Tôi giận đến run người. Sao cùng là con người với nhau, họ lại có thể máu lạnh đến thế cơ chứ? Ngay cả hổ dữ còn không ăn thịt con cơ mà. Mới hôm qua tôi còn xót thương cho ông ấy, giờ thì có lẽ không cần thương xót đó nữa rồi. Bởi đâu cũng là quả báo mà thôi. Hoài Thương lên tiếng. Giờ có tính thế nào? Vẫn ngoan cố sao? Tôi khẽ gật đầu. Sau cuộc nói chuyện hôm nay, tôi cũng có thể dứt khoát đưa ra sự lựa chọn cuối cùng của mình rồi. Được thôi, tôi sẽ xin nghỉ việc và chấm dứt mọi liên lạc với Đình Nam. Tôi mong cậu hãy nhờ bố của mình giúp đỡ anh ấy. Khỏi lo đi, tôi là con một nên không đời nào bố của tôi lại bỏ rơi con rể của mình đâu. Ừ, mọi thứ cần nói đều nói rồi, tôi về trước đây. Dứt lời tôi đứng dậy, đeo lại túi sách lên vai rồi xoay người bước đi. Mọi thứ nên trở lại như cũ sẽ tốt hơn cho cả hai người. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.